Hello, chào các bạn nha. Mình sẽ làm một cái series về cái con game chiến thuật này. Mình thấy cái đợt sale là cái rất nhiều bạn mua và có hỏi và cũng muốn tìm hiểu về cái cách chơi. Thì mình sẽ làm một số cái clip hướng dẫn cơ bản cho các bạn để các bạn nhập cuộc dễ dàng và các bạn trải nghiệm game tốt hơn. Thì đầu tiên mình sẽ chơi một cái phe. Gọi là nó cũng hơi mới, bởi vì là mình cũng đợt mình mua full mode thì mình cũng có chơi vài lần, nhưng mà nói chung là mình gọi là chơi để đấy thôi, chứ còn mình chưa chưa ấy. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái phe gọi là khá là hay, vừa vào là các bạn có thể làm vua luôn, và nó cũng khá là dễ. Nói thực sự chơi cái phe này thì rất là dễ. Cái giai đoạn đầu nó ghi là rất khó, nhưng mà thực ra là nó, nếu mà các bạn hiểu cách chơi thì nó rất là dễ. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách chơi và các cái hỏi đáp thắc mắc một số bạn hỏi ấy, mình trước mình có trả lời ấy, nhưng mà mình khi mình làm clip này mình sẽ trả lời là cho nó trực tiếp hơn là mình trả lời bằng câu hỏi ở ngoài. Cho nên là mình sẽ làm cái game này rất nhiều phe, nhưng mà đầu tiên mình thử chơi một cái phe gọi là mà nó vừa vào phát là làm vua luôn nhá. Thì cái phe này nó như thế nào thì trong quá trình chơi mình sẽ có hướng dẫn cho các bạn, là những bạn mới ấy, các bạn chưa quen về cái game này thì làm sao để mà phát triển được kinh tế, rồi làm sao mà để mà nuôi được quân, xây nhà như làm sao để trị an tốt, và những tướng nào là đội hình, nào là đội hình tiêu chuẩn. Thì mình sẽ chơi cái nhân vật đầu tiên này là cái nhân vật là Lưu Hoành Chân Mệnh Thiên Tử, đây làm vua luôn. Ngày đầu đã làm vua rồi, không biết làm gì đây. Ok, mình sẽ chọn thiết lập là dễ nhất nhé, chế độ chiến dịch này dễ nhất này, truyền kỳ là cái chế độ dễ nhất. Các bạn nên chơi cái chế độ này, bởi vì là nếu các bạn chơi các cái chế độ khó như là như như thế này ấy, đây này đơn đây này khó khăn hay gì đấy thì nó không hay đâu. Các bạn nên chơi truyền kỳ, đấy là cái chế độ dễ nhất. Ok, thì cái nội dung các bạn nào mà đã từng đọc Tam Quốc hoặc là các bạn xem Tam Quốc rồi ấy, thì mình thực ra mình lại chưa đọc Tam Quốc, nhưng mình lại rất thích Tam Quốc, xem phim ấy. Mình rất thích, và cái người mà gọi là thích nhất của mình trong Tam Quốc đó là Gia Cát Lượng. Game nào mà có gọi là Gia Cát Lượng là mình đều thích có tướng đấy. Cho nên là mình chơi cái game này là cũng tình cờ thôi. Ngày xưa mình chơi Crack, vì mình thích Tam Quốc thì mình chơi Crack, nhưng mà cái đợt đấy mình chơi nó không đầy đủ. Thì cái đợt nó giảm giá thì mình có mua. Mua thì cũng mua cùng đợt với cả các bạn mua, cho nên là cũng nhiều bạn, người ta cũng tìm hiểu, người ta mới chơi lại. Thì mình bắt đầu mình chơi lại khoảng được tuần nay để mình xem các phe nó có gì khác không. Thì đúng là chơi nó khác hơn rất nhiều với các cái bản Crack trước, bởi vì trước là nó rất là thiếu thốn, nó không đúng, và nó cũng nhiều lúc là dùng các cái mốt nó linh tinh, là nó cũng game nó hay lỗi. Nhưng mà từ lúc mình chơi, mỗi phe mình chơi khoảng vài chục tên ấy, thì mình thấy là nó đều rất là hay, và nó có một cách chơi riêng. Thì mình sẽ làm, khi mà có thời gian mình sẽ làm các phe. Các bạn nào thích chơi cái phe nào thì mình có thể chơi cái phe đó, và có câu hỏi gì mà trong khả năng của mình sẽ chia sẻ để các bạn trải nghiệm game tốt hơn. Ngoài những cái lúc mà mình đi làm mệt mỏi ấy, thì mình có thể mình chơi game, bởi vì cái game này mà ngồi chơi gọi là nhâm nhi ấy, cày cuốc một chút ấy, vui vui phết. Nó vừa là mang tính chiến thuật mà nó cũng cũng tính cái khả năng tính toán của mình nữa, thì là nó khá là hay. Thì cái nội dung của cái game này nó là của cái phe này, đó là cái năm mà cái ông này ông làm vua ấy, thì bắt đầu là triều đình bắt đầu nó thối nát, là do bọn hoạn quan nó thâu tóm quyền lực. Cho nên là cái ông này ông ấy bây giờ phải làm cách nào để mà đuổi được cái bọn hoạn quan đấy đi, và mình lập lại cái kỷ cương cho cái triều đình, và làm sao mà để mà chống được cái bọn mà khăn vàng nó nổi dậy sau này. Có nghĩa là cái phe này là như vậy, làm sao mà giữ được cái ngôi vị hoàng đế, phải giữ được Lạc Dương, nếu mà mất thì coi như là thua chiến dịch. Cho nên là mình đầu tiên mình phải lập lại cái triều chính, làm sao mà cho nó chuẩn chỉ, ví dụ là phải đuổi được quan đi rồi thế này thế nọ, chứ còn bây giờ là đang là lũng loạn lắm rồi.
thì bây giờ mình là đóng vai là một người vị vua, mình sẽ phải quản lý làm sao mà để cho triều đình nó yên ổn. Thì đầu tiên mình sẽ xem cái nhiệm vụ của nó. Lưu Hành ngài là một quân vương triều Hán, đấy, con trai của thiên hoàng. Tuy nhiên đất nước ngài đầy rẫy những cuộc gì? Sự bất hòa nảy sinh ra bởi sự ngu dốt, dân chúng đã lầm đường lạc lối bởi những lời bịa đặt. Những cuộc nội loạn đang trỗi dậy ở phương Bắc phải nhanh chóng dập tắt. Đấy, cái bọn khăn vàng nó đang ở phương Bắc đấy. Cái chỗ này tiếng Anh chịu nhá, không dịch. À, phải cảm ơn cả bạn nhỏ Quyên, bạn ấy đã làm Việt hóa cho cái con game này nhá, rất cảm ơn bạn. Ok, nếu ngài nói như vậy thì chúng ta sẽ không ngừng để đảm bảo mọi thứ được đúng hướng. Đấy. Thì ngày đầu tiên mình đã làm vua rồi thì làm vua thì phải làm những việc gì? Ok. Thôi mình sẽ bỏ qua cái này, các bạn có thể tìm hiểu thêm không? Xem cái clip nó sẽ rất là dài. Ok. Mình sẽ qua luôn và mình sẽ làm cái nhiệm vụ đầu tiên. Thiên hạ. Đại đế, thiên mệnh, đế vương. Một quân khắc nghiệt. Ok. Thì mình phải làm sao để thắng cái chiến dịch này? Thì đây nó bảo yêu cầu là 80 ảnh hưởng chính quyền này, giao chiến với một đội quân. Ok. Về đây mình sẽ xem có đạo. Đây có tướng lĩnh này, Hà Tiến này. Đạo quân thì nó sẽ ra ngay. Ok, thì đạo xem Hà Tiến này có cái gì. Thì đầu tiên là mình kia. Okay. Đây, Hà Tiến chả có cái gì. Đấy, ví dụ mình có thể lấy cái kiếm của vua được nhá. Nhưng mà vua nó lại trừ 10% phí duy trì quân triều đình, cho nên là mình sẽ không lấy. Và nó có nhiều uy quyền thì độ hài lòng của quân nó sẽ cao. À, điểm skin sở tự Hà Tiến thì các bạn lên tăng lấy cái điểm tĩnh này để các bạn có đánh trận đêm. Nó sẽ trừ 15 sĩ khí quân địch. Còn cái kiếm mình sẽ lấy cái kiếm này của sĩ Nhiếp. Đây thì là cách một phát là các bạn có thể thay được luôn, các bạn gỡ ra một cái. Ok, không các bạn dùng luôn. Nếu mà các bạn sang nhân vật sĩ Nhiếp ấy mà các bạn mà bỏ nó ra ấy, thì lượt sau các bạn mới dùng được nhá. Thì bây giờ mình sẽ dùng được luôn. Ok. Đây có cái gì đây? Xác suất phục kích thành công cộng độ hài lòng cộng mưu trí. Mình sẽ không lấy cái đấy, mình sẽ lấy cái uy quyền này. Ok. Đầu tiên mình cầm như thế đã. Rồi tính sau. À, ok, xem nào, bây giờ mình sẽ xem các cái phe đầu tiên mình chưa đánh vội, và mình sẽ xem các cái phe này nó có một cái gì đó ngon không. Đấy, mình sẽ kiểm tra các nhân vật bên nó có cái gì ngon mình sẽ đổi nhá. Bởi vì qua ngày là nó đeo hết vào người là thôi. Là các bạn không thể đà, không thể đổi được. Đấy, cho nên là nếu mà nó có cái hồi quân ấy là mình sẽ thích nhất, bởi vì là cái giai đoạn hồi quân đợi quan lúc đầu ấy mà có 3% hồi quân thì là rất ngon. Cho nên là có cái nào mà nó có hồi quân là mình sẽ lấy. Vũ khí giáo giết thì có cũng được, không có cũng được. Tạ sau. Xem có cái phe nào có cái hồi quân không. Ai không có cái gì cả. Điêu biểu. Đấy, các bạn nên mất một chút thời gian cho cái này. Cái này là cái gì? Mật thám thì không có gì. Tôn Kiên này. Cũng không có gì luôn, toàn đồ cùi thôi. Và Tào Tung. Welcome, friend. Quận Trị An cái này cũng khá là ổn, nhưng mà thôi. Trần Khuê. Đấy, các bạn phải mất một chút thời gian thôi, nhưng mà nó sẽ tốt cho mình về sau. Ôi, chả có gì rồi, Trần Khuê này cũng không có chứ cống nè, xem có gì không. Chả có gì. Đình Nguyên. Đây, cái này khá là ngon, nhưng mà mình cũng sẽ không đổi. Đổng Hòa. Mình cứ phải check hết đi xem. Đấy, chơi vua nó hơi vất vả tí đấy các bạn. Chơi vua mà mọi việc đều phải đến tay hết. Chơi vua nhưng mà chơi kiểu hệ lông dân. Tăng 10% cái kinh nghiệm và phạm vi thế lực, cái này cũng nên cần nhá. Mình sẽ lấy cái này, mình sẽ đổi cái này. Mình xem có cái gì mình đổi cho nó thôi. Thực ra là vua thì nó rất nhiều cái để đổi. Đây mình sẽ đổi cái này ngang, mình đang bị âm 400 tiền nữa, mình sẽ thông quyền quân sự. Ui giời, thông quyền quân sự nó còn tính thêm tiền. Thì mình sẽ cấp tiền, đề nghị chi tiền như thế nào. 500 tiền lúc đầu mình nhiều mà các bạn đừng tiếc. Thôi đây,
chấp nhận luôn, mất 1.000 tiền. Tiền mình đang 44k cơ mà. Cho nên là các bạn cứ đổi đi. Hàn toại đi xem nào. Hàn toại. Thằng này thu thập. Tại sao mình lấy cái kinh nghiệm? Bởi vì là cái kinh nghiệm nó rất quan trọng lúc đầu. Mà cái thằng vua này như nó còn bị trừ kinh nghiệm hay sao ấy. Do nó quản lý triều đình nó kém nên nó phải nhờ tay anh em mình để anh em mình giúp nó. Khổ. Làm vua không nên thân, phải nhờ người ngoài này. Thu thập 10% nông nghiệp, cái này cũng xịn nhá. Xem nó, cái thằng này nó có thông quyền không? Thôi cái này tắt quá thì thôi, không đổi nữa. Lưu ngu. Nói chung là vất vả mấy ngày đầu các bạn. Cái này trị an cũng khá quan trọng, mà chắc chắn là rẻ. Hoặc là cái này này, cái trừ 1% cái này là cũng rẻ, cái này là rẻ rồi. Cái này nó là đồ trắng mà. Bây giờ cũng 4.3 cơ ạ. Thông hành quân sự, ô cái này đổi được luôn nhá. Ok, chả cần gì của nó. Thông hành thôi mà. Lục Khang. Không có gì. Mã Đằng. Không có gì luôn. À, ui, ở cái này lại trừ đạo quân khương tộc cơ. Mình thì khương tộc thì nó cũng vãi. Nó có 3 cái luôn ạ. Mẹ thằng này. Cộng hài lòng thế lực, cái này cũng xịn nhá. Nhưng mà nó màu vàng cho nên đổi khá là đắt. Bây giờ thử đổi xem nào. Thử đổi xem là nó bao nhiêu. Ok, quên mất. Đây 8.9, rẻ phết. Thằng kia lúc đấy có tính 10 cơ. Không thông hành, không xâm phạm lẫn nhau là một này. Mình được cộng 0.9 là khá ok. Quyền thông hành quân sự không được. Không xâm phạm lẫn nhau ok. Xong mình sẽ bơm cho nó ít đồ và ít tiền vậy. Những cái đồ nào mình không cần thiết, cái này không cần thiết thì mình sẽ cho đi. À không, mình sẽ cho cái áo này đi. Cái áo này không cần thiết này. Gỡ cái này ra, ok. 4.7 thì lại bơm tiền thôi. Đây, đề nghị chi tiền cho các bạn. Đấy. Tiền mình nhiều mà các bạn đừng tiếc. Bởi vì đến lúc qua rồi các bạn trả đổi được đâu. Đúng không? Rồi. Mã Đằng đã xong. Kiều Mạo. Nói chung là thằng nào có đồ gì mà mình cần mình sẽ đổi hết. Mà tiếc lại không có cái hồi quân. Thế mới buồn. Không có cái hồi quân là hơi buồn rồi. Không có. Kim Toản ứng thiện quá nhiều. Đây. Ngon luôn nhá. Cái này là cái quan trọng giai đoạn đầu này. Xem nào. 4 chấm. Thông hành xem nào. Ui, 7 thì không được. Mình lại bơm tiền thôi. Đây, đề nghị chi tiền. Đấy, mấy ngày đầu thì các bạn chỉ cần mua những cái đồ mình cần thiết là được. Xong. Lưu Thực đây xem nào, có cái gì không? Affecting their satisfaction in your service. Không. Be watchful of their relationships and their characteristics. Tào Tháo đồng giác là. Thôi, để cho nó nhanh, mình sẽ hủy cái này đi. Mình sẽ thêm cái hiệp định nhanh này. Xem có cái gì không? Không có cái gì, không có thể kết được một cái gì nữa. Rồi. À, bây giờ bắt đầu mình sẽ làm cái nhiệm vụ. Bắt đầu đeo đồ cho tướng. Đấy, bây giờ thì ngon rồi. Độ hài lòng thế lực thì mình sẽ cho thằng vua nó đeo các bạn ạ. Đây, sẽ cho vua đeo luôn. Hoàng đế đâu? Đây mình chơi, mình có cái mốt reset skin nhá. Thì các bạn dùng cái mốt này. Và cái skin của vua thì các bạn nên tăng theo cái lý giải này. Tăng cao thượng này. Các bạn tăng tự tôn và các bạn tăng mềm dẻo nhá. Cái này rất quan trọng. Cái này là trừ 20 năm chi phí tái điều động quân. Và có khả năng hồi 5% quân. Thì cái này dành cho những con nào mà nó mà là tướng vàng ấy, hoặc là tướng xanh ấy, tướng đỏ ấy, các bạn phải tăng cái mềm dẻo này, nó rất quan trọng. Bởi vì những nhân vật nào mà có cái này các bạn xét vào là thừa tướng, là người kế vị ấy, thì các bạn sẽ chiêu mộ quân lại rất là rẻ, rất là rẻ.
Đấy, ok thì bắt đầu mà tăng cộng này xong rồi thì là mình sẽ cho nó đeo cái này vào là tăng hài lòng. Và mình sẽ xem lại cái triều đình một tí. À thôi mình sẽ đánh đánh thằng này trước đã. Tại vì đánh 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 nó chả mất quân đâu. Đấy, mình có tập kích đêm thì mình đánh sẽ đỡ tốn quân hơn nhá. Còn đến lúc nào mà mình đánh tướng tướng đội hình chuẩn như thế nào thì khi sau mình sẽ làm một cái đội hình chuẩn để cho các bạn tham khảo. Bởi vì là bây giờ thì nó chỉ có một thằng tướng này thôi, và thằng tướng này nó có một cái rất là tù là nó đi rất là chậm. Đấy, ok, hoàn thành rồi, bạn được một cái kiếm nữa. À, bạn được tặng một cái kiếm, thì xem cái kiếm đấy là kiếm rể. Đây rất nhiều tướng là nó được tăng skin cho nên mình chấp nhận mình sẽ tăng. Triều thần tăng các thứ. Có Khổng Dung này, có Trương Ổ này. Đây mình sẽ vào triều đình mình xem. Ví dụ như là đây, ui thằng này còn trừ sản xuất lương thực tướng lĩnh đủ các kiểu. Đây là kế vị, cái nhân vật này là cái con của vua ấy, là nó ít tuổi cho nên là nó không cộng cho mình cái gì cả. Cho nên là các bạn sẽ bỏ thằng này đi nhá. Có nghĩa là không cho nó kế vị và mình sẽ nhận một đứa con nuôi. Đây mình sẽ ở trong đây ấy, thì nhận con nuôi tốt nhất là phải nhận tướng vàng. Đây mình sẽ chọn cái thằng này nó đang cấp cao. Và khi mình nhận nó là con nuôi và nó lại còn đang không hài lòng với mình cho nên mình nhận con nuôi là hợp lý rồi. Nói chung là cái giai đoạn này là mình cần người hiền tài cho nên là thôi nhận nó làm con nuôi và cho nó làm chỉ định kế vị luôn. Ok, và mình xem nó cộng những gì. Thằng này lên một cấp nữa là các bạn sẽ trừ được 25% phí tái điều động quân nên là ngon. Đấy, thằng này này có một cái hay là nó sẽ trừ 15 phí duy trì xạ kích binh nhé. Và cộng cho tất cả quân khởi đầu một cấp, hài lòng của tất cả thế lực cộng 8, cộng một công vụ khả dụng, rất là ngon. Ok, và mình đang có 90 điểm ảnh hưởng chính quyền. Bây giờ mình phải lên đuổi một cái thằng nào đó nó liên quan đến quan văn, thì mình sẽ đuổi cái thằng này. Thằng này nhìn mặt nó đáng ghét, rõ ràng là tướng võ nhưng mà lại thành quan văn là không được rồi. Các bạn thấy thế có đúng không? Mình sẽ miễn chức thằng này đi, đuổi nó đi. Bởi vì là bây giờ hiện tại cái ảnh hưởng quan văn của mình nó rất cao, 75 điểm. Nó làm cho mình xây nhà cộng 3, cộng 20 phí, 250% phí xây dựng. Có nghĩa là bọn tham quan ấy, mình làm cái gì mình bị tốn kém. Đấy, cho nên là nó bố láo như thế, cho nên mình phải đuổi hết cái bọn quan văn này. Đây, điểm ảnh hưởng quân phiệt có 2, rồi ảnh hưởng tông thất có 8. Ấy. Thế này nó lật đổ triều đình ngay. Nếu mà nó không vào tay mình là cái triều đình này nó lát ngay, đúng không? Ok, mình sẽ cho thằng Hà Tiến này lên đây làm chức thái úy cộng 3 ảnh hưởng quân phiệt. Ok, mình sẽ cho những thằng nào nó quân phiệt. Đây thằng Viên Thiệu này là quân phiệt này, cộng 2 ảnh hưởng quân phiệt. Ok, cho nó vào. Hoàng hậu này cho ảnh hưởng tông thất, một công vụ khả dụng, tốc độ xung kích này, trị an này, cộng ngoại giao. Thì mình sẽ chọn cái trị an này. Ok, còn mấy thằng này thì có thể mình sẽ xét sau. Đâu thằng này thì cộng 2 ảnh hưởng quân phiệt, ok, cho nó vào luôn, cộng 5 ngoại giao với các nước và các thế lực. Rồi, tạm thế đã. Ngày đầu tiên tạm thế vậy. Và mình quên mất mình cho cái hồi quân cho thằng này. 3%. Mình sẽ cho tăng 10% kinh nghiệm nhân vật, thì mình sẽ cho cái thằng người kế vị này nó đeo 10% kinh nghiệm nhân vật. Ok. Và mình kiếm một cái kiếm nào đây thôi mình. Bây giờ thằng này kiếm này không mấy được. Mình sẽ cho thằng này nó không có kiếm nào. À đây đây này có kiếm Khổng Dung này, mình gỡ ra. Cái này là các bạn có thể thay được luôn đồ này. Đấy, các bạn gỡ ra không các bạn đeo vào. Rồi. Xem còn cái gì nữa không. Rồi cái này mình giữ lại thôi. Bởi vì những tướng này nó càng uy quyền cao thì các bạn lại càng được độ hài lòng thế lực cao, cho nên là chơi những phe nào mà tướng vàng mà nó làm thủ lĩnh ấy thì nó rất rất là lợi. Thôi mấy cái này mấy tướng phụ này thì không quan trọng lắm, cứ tăng gọi là ấy thôi. Nói chung để cho nó đỡ tức mắt. Cái thằng này có thể cho nó làm ấy được, làm thái thú được nếu mà mình tăng theo cái con đường kia.
theo lương thực kia là mình sẽ thằng làm thái thú thôi được rồi, gần như là ổn rồi. Thằng này có thể cho nó làm tướng được, tướng chính được. Đây các bạn này, những cái thằng tướng xanh và tướng đỏ, các bạn tăng cái chí lớn này lên, nó sẽ tăng di chuyển bản đồ chiến dịch khi làm chủ soái, thì các bạn tăng vào đây và tăng thêm cái mềm dẻo nữa là nó hồi 5% quân, rất quan trọng. Thì các bạn sẽ cho những thằng tướng này nó làm tướng chính nhá. Đấy, còn nhiều bạn bảo cầm lữ bố là vô địch thiên hạ, xin lỗi là nếu mà vô địch thì chỉ vô địch lúc đầu thôi, một tí quân lúc đầu nó yếu, nó chạy xung quanh là run nó chạy, là quân nó chạy hết, thì cái thằng tướng tướng nào hậu tướng xanh và tướng đỏ nào nó cũng có cái khả năng hoảng sợ đấy nhá. Cho nên là tướng này, những tướng này nào chạy quanh quân là nó cũng sẽ trừ sĩ khí, nhưng mà đấy là quân 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 cỏ thôi, còn những quân tầm cao ấy nó đều có chống khủng bố là các bạn cũng không dọa được nó đâu. Cho nên là nếu mà các bạn chơi bản phun tướng này, con tướng nó cũng không quá mạnh đâu. Ok, thằng này vẫn còn một thằng nữa. Thì tất cả những con tướng nào mà tướng tiên phong màu đỏ ấy, tiến chơi kỵ ấy, và tướng màu xanh là các bạn có thể cho nó làm tướng chính, và các bạn phải tăng đúng theo cái skill là ít nhất là phải có hai cái skill là hồi quân và di chuyển xa hơn thêm 25% nữa thì các bạn sẽ tác chiến nó nhanh hơn. Đấy, và sau đó các bạn có thể tăng được cái hoảng sợ lên thì càng tốt. Thì những con tướng như thế thì nó gọi là một con tướng chuẩn, mà nó mà là danh tướng nữa thì càng tốt. Ok. À, triều đình đang có ấy. Vì là cái phe này nó là phe nông nghiệp, cái thành này cũng là thành nông nghiệp, cho nên các bạn chọn cái thu thập nông nghiệp này, cái thương nghiệp và cái này không quan trọng. Đây bây giờ các bạn xem nhé, đang là âm 1.300 tiền đúng không, mình sẽ chọn cái thu thập nông nghiệp, chọn ok phê chuẩn, còn có 490 tiền, có nghĩa mình âm. Ô tôi quên mất, mình không đọc cái nhiệm vụ. À, di chuyển Lạc Dương này phải làm sao có ít nhất 5 lương thực đấy. Bây giờ cái thành của mình nó quá cao, mình sẽ hạ cấp thành này xuống một cấp, đáng lẽ là phải hạ cấp từ ngày hôm qua đấy, nhưng mà mình đang sai lầm. À đây, ví dụ như này, các bạn xây cái này, thành này được xây hai cái này, nhưng mà các bạn đừng xây cái gì nữa, các bạn chỉ xây cái này thôi, bởi vì cái này là nó không mất tiền. Còn các bạn xem này, khi các bạn xây giá tiền nó rất là đắt, 3.000, 5.000, bởi vì là trong thời gian này xây dựng lại cộng 3 lần, xong lại còn cộng 250 phí xây dựng, cho nên là giai đoạn này các bạn không cần xây dựng bất kỳ một cái gì ngoài cái này. Đấy, cái hương cái này để up lên cái gọi là thục thuế nhà Hán này, các bạn up lên là nó mất 0 đồng thì các bạn xây thôi, còn các bạn không xây cái gì. Để đạt được lương thực thì các mình phải làm một cái nhiệm vụ nữa, mình phải tìm một thằng nào đấy nó có cái nhiệm vụ màu xanh ấy. Đây thằng Thôi Kiệt này, nó có nhiệm vụ xanh này, nhưng mình xem có thằng nào mà nó thái giám không thì tốt hơn. Đây, ảnh hưởng lương thực này, với các bạn sẽ chọn thằng này để nó sản xuất lương thực cho mình nhá, để cho mình cứu đói dân. Vừa vào làm vua thì để dân nó kêu kêu quá không nên. À, mình là vua nhân đức mà. Ok, sau đó mình sẽ xem có thằng nào có cái gì hay hay không. Đó. Cái bọn thái giám này nó cũng nhiều trò lắm, nên là cái gì đây? Đây này, thằng này nó có cái ảnh hưởng chính quyền nhé, rất ngon luôn. Các bạn chọn cho nó để nó làm nhiệm vụ, mình sẽ được cộng 6 ảnh hưởng chính quyền, lại cộng thêm thu nhập cho nó làm luôn. Ok, tạm thế đã. Xong bây giờ bắt đầu mình lại xét bổ tiện lại này. Bởi vì là cái bọn quan văn nó quá cao, cho nên mình phải cho những cái thằng chức to ấy, cho nó xuống hạ bệ hết, cho thằng này xuống đây thôi. Thằng Tào Đình này cho, thằng Tào Đình này không cho được. Thế mới đẻo, mai cho. Mỗi ngày chỉ được hạ một chức hay sao? Mình sẽ cho thằng Hà Tiến lên cao hơn tí. Hà Tiến này lên đây được cộng 6 ảnh hưởng quân phiệt nhá, cho nó lên. Thằng này hạ xuống, à đây thằng này hạ xuống thấp, cho nó xuống đây luôn. Bởi vì thằng này ảnh hưởng quan văn nó cao lắm, cho nên mình nó đang đây, mình đang đang thiếu một chức thừa tướng này. Bây giờ mình sẽ xem thằng nào thừa tướng ngon nhất, mình sẽ xem. Đấy, ví dụ như là đây, thôi thử cho thằng này đấy. Bây giờ mình đang còn quân phiệt mà. Thằng này ngon luôn nhá các bạn. Thằng này nó cộng 6 hài lòng thế lực, lại cộng à, trừ 2 thời gian xây dựng. Rất là ok. Trong giai đoạn đầu mình chưa có một con tướng nào ngon, mình có thể cho thằng này. Tôi sẽ cho thằng này luôn. Nó trừ 2 lần xây dựng là cụ mình xây cái nhà nó sẽ là nhanh rồi. Rồi. Xem mà mình có mét có 24 điểm thôi, sau mình xem xét được ai vào thì mình sẽ xét thôi. Ok, tạm thế đấy, coi như là
khá là ổn rồi, thì mình đã có thừa tướng rồi, thằng này chỉ lên thêm một cấp nữa là ngon. Thằng này lại không có ảnh hưởng gì về quan văn cho nên là nó làm ấy là được. Ok, đây này, cái điểm mà cải cách này rất quan trọng, nếu mà các bạn không biết tăng là các bạn rất khổ. Thì theo cách chơi của mình nhé, thì các bạn phải ưu tiên hàng đầu cái châu quận trương binh này, tăng 10% hồi quân này. Nếu mà các bạn không tăng cái này các bạn rất rất khổ, cho nên là bằng mọi giá các bạn phải lưng cái này đầu tiên, còn không cần lưng kinh tế hay là lưng cái gì cả, thái thú hay thiếp cái gì cả, phải đầu tư cái này. Đương nhiên có thể tăng một điểm thái thú nhưng mà nó phải là ở cái phe khác, còn phe này là ưu tiên cái đấy phải hàng đầu. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái thằng này đi về, nhiệm vụ của nó là sẽ phải về Lạc Dương mà. Ok, về Lạc Dương đi, về đi chơi thì cũng phải có ngày về thôi. Các bạn chuyển sang cái chế độ chạy trên bản đồ. Ok, hoàn thành rồi. Tường đồng vách sắt, mình sẽ được búp cái gì đây? Tường đồng vách sắt búp 40% kinh nghiệm cho đội quân mỗi mùa phạm vi thế lực trong vòng 5 lượt. Ok, thành công. Và nó có thêm mấy cái nhiệm vụ đây. Hoàng đế này phải có ít nhất 40 ảnh hưởng tông thất này, 30 ảnh hưởng quân phiệt này, đảm bảo kiến trúc được xây dựng xong cung điện này, mở kho báu, kho kho cứu dân này. Đấy, nói chung là mọi việc đến tay, làm vua có sướng đâu các bạn, nhưng mà cho mình làm vua là mình cũng làm đấy. Rồi xem qua ngày đi. Phúc lành thiên mệnh, mình đã dương 12 lương thực rồi. Ok, đi theo cốt truyện Tam Quốc. Thì cái phe này là nó có một cái phe này là trong cái giai đoạn này là nó có cái bọn quân khăn vàng nó chuẩn bị nó nổi dậy, cho nên là các bạn phải di chuyển thật nhanh đến cái chỗ bọn khăn vàng, mình phải tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ của mình là vậy thôi. Còn mà khi mà mình diệt bọn khăn vàng xong ấy thì nó lại rất game, nó lại rất là dễ, bởi vì lúc đấy thì tất cả các phe mặt nó đang đều xanh với mình thì mình thích đánh thằng nào, mình thích tiêu diệt thằng nào cũng được mà. Đấy, cho nên là các bạn là cứ chạy thật nhanh đến đây. Cái bọn Trương Lương này, bọn này nó sắp làm phản rồi, cho nên là mình sẽ chạy thật nhanh đến đây. Còn bây giờ có xây cái gì không thì tốt nhất là cũng chả phải xây cái gì. Có thể mình sẽ xây cái này. Xây cái này nó 3.000 tiền mà mình đang dương tiền rồi, cho nên là mình xây cũng được. Rồi, bây giờ mình có thể hạ cái thằng này, nó là đang là con văn đúng không? Mình cho nó xuống làm vệ úy thôi. Mình lại cất nhắc gọi là nhân tài lên. Đấy, bổ nhiệm những người gọi là ấy lên. Đây mình sẽ cho cái bọn quân phiệt lên. Thằng này cộng 2 quân phiệt ảnh hưởng thôi. Ok. Nói chung là cứ cho cái bọn quân phiệt lên. Bởi vì mình cần phải 30 điểm quân phiệt cơ. Bây giờ mình có 27 điểm. Khá là ngon rồi, sắp được 30 điểm rồi. Mình chỉ cần cho thằng tư đồ xuống kiếm được một thằng tướng quân phiệt nữa là một hai thằng nữa là ổn thôi. Hiện tại không còn tướng nhá. À, 38 để xem mình có ký được một cái hiệp định gì không. À, giao thương mình ký được này. Ok. À, mình sẽ ký với cái thằng Ý quốc Đại Hán đi. Thằng này nó là chư hầu của mình mà. Ok, điều kiện này. Ui, thằng này nhiều tiền thì cứ xin tiền thôi. À. Rồi, xong. Thế là ngon rồi, giai đoạn đầu này là mình sẽ khá là dư giả rồi, 28k các bạn chi tiêu hợp lý là các bạn vẫn ok nhá. Rồi. À, bây giờ mình còn phải xét một thằng thái thú nữa. Bởi vì là cái thành này mà mất là mình thua, cho nên là mình sẽ chiêu mộ triệu tập ở đây, mình xem thằng nào nhiều quân mình sẽ xét làm thái thú. Thằng Trần Đam này là cái thằng quân cực xịn nhá, thì thằng này cho làm thái thú là xịn nhất, thế là mình sẽ cho thằng Trần Đam này làm thái thú. Thì thằng Trần Đam này nhớ không nhầm là nó đây nó là quan văn và nó lại ô, thế thì hợp lý quá, cho thằng này làm thái thú thì quá hợp lý đúng không các bạn. Vừa giảm bớt được quan văn lại có một thằng gọi là thủ bất tử, bởi vì cái thành của mình để quân địch mà nó đánh được ấy, thì khó lắm. Đấy, ok, các bạn thì cho nó làm thái thú này. Quân đoàn quân triều đình làm sao mà nó đánh được.
tướng bình thường phải tầm ít nhất hai đạo quân có thể công được cái thành này. Đấy đấy, chứ còn còn bình thường thì khó công lắm, mình chỉ cần mua hai cái xác tướng mình đứng ở đấy thì cũng khó lắm. Cái vật thám này các bạn thích thì chơi, nhưng mà nói chung là mình không thích lắm. Đâu xem nào. Bởi vì là mình cũng có kẻ thù bây giờ đâu mà mật thám mật thung. Gọi là chơi cho vui thì được, mình đánh một tí quân nó chết hết rồi. Đánh hệ dễ như thế này thì quân nó chết hết rồi, quan trọng gì. Mấy cái thằng tật khấu này lượn nờ nhỉ. Ok. Bây giờ mình chấp nhận là mình phải chạy nhanh này, không cần hồi quân hồi kiếp gì nữa. Phải chạy thật nhanh ra đây. Thằng Trương Đương này nó đang có ý định lấy Ngụy Quận đấy. Bọn này răng khăn vàng mà. Xem điểm nào. 58. Cho một thằng nào làm tư đồ được, cũng chả có thằng nào là xanh. À đây đây có thằng xanh này, vậy ăn lương. Cứ mua thôi. À thằng Vu Cấm. Ngon luôn, các bạn mua mấy thằng này về nhá. Thằng này nó là quan văn mới đâu. Nói chung này, cái thằng Vu Cấm Mao Giới là cái bọn củi bắt. Ảnh hưởng quân Việt cộng 2, ok. Thằng này là bị Quan Vũ bắt đây này, giải về Kinh Châu, sau đó Quan Vũ bị chết này. Quan Vũ đi đánh Phàn Thành ấy. Xong bị thằng Bằng Đức nó bắn tên cho cay. Ok, mình sẽ tháo cái kiếm của thằng này ra nhá. À bây giờ mình xem thằng nào cho luôn cái thằng ấy nó đeo vậy. Quên mất, cho Hà Tiến đeo. Đây. À cho Hà Tiến đeo thì mình phải cho cái thằng thằng này, để thằng nó cầm kiếm của Hà Tiến đã. Đây mình sẽ cho cái thằng đây thằng người kế vị. Quên mất. Người kế vị cho đeo kiếm của Hà Tiến. Rồi. Hà Tiến sẽ lấy kiếm của cái thằng Vu Cấm. Gỡ ra. Ok, thế là ngon. Rồi. À, quên mất cho cái thằng thằng Thái Thú Lạc Dương Trần Đăng này, cho nó đeo cái này vào là nó trừ một lần phí thời gian xây dựng. Ngon luôn. Rồi. Còn cái gì cộng không, còn cái gì nữa. Có cái cung này của Sĩ Nhiếp à, gỡ ra. Sau này ấy. Cái thằng mình có thằng Khổng Dung nhưng mình sẽ không chơi nhé, bởi vì thằng Khổng Dung này sau này nó sẽ phản thôi. Theo cốt truyện là vậy, nó sẽ không thích ở triều đình khi mà mình loại bỏ tất cả cái bọn quan văn ấy, là nó tự về nó tự lập. Đấy, cho nên là các bạn đừng nuôi nó, không đến lúc cho đồ nó rồi nó bỏ mình đi thì hơi buồn. Đấy nó chiếm mất rồi. Đấy. Nó lấy ngay cái mỏ lương thực rồi. Nói chung là cứ phải chạy thật nhanh thôi. Cái thằng Hà Tiến này nó có một cái dở là cái thằng này ấy. Xem nào. Đây này, mình quân phiệt của mình điểm khá cao cho nên mình hồi quân được cộng 6 nhá. À cái này là mình được cộng 2 thời gian xây dựng, mình đã trừ được cái điểm của cái quan văn xuống còn 54. Cho nên là mình dần dần mình sẽ được giảm bớt cái đỏ đi. Đấy, trị an toàn bộ quân đội khả dụng tướng. Ok. À, chạy thật nhanh đến đây cho nào. Ấy ngày mai không biết có đánh được không, cái thằng này là nó chạy chậm lắm. Ngày mai. Ngày mai mà đánh được là mình sẽ chiến luôn nhé các bạn. Còn cái này các bạn có thể xây một cái lộ binh cũng được. Thực ra mình sẽ không chiêu quân ở cái thành này, bởi vì cái thành này nó quá khỏe rồi. Các bạn có thể lưng cái nữ quán này lên, nhưng mà hiện tại giá 3.600 thì cũng chơi được nhé. Mình đang nhiều tiền mà, đại gia vua thì quan trọng gì tiền bạc, quan trọng là mỹ nữ thôi. Ok, đây cái thành này, đây là một cái thành chuẩn, là mình sẽ không bao giờ mình xây cái này đâu, mình sẽ không xây cái miếu Khổng Tử đâu, mà mình sẽ xây mắc cái tuần tra doanh bị tuần tra này này, mình gọi là doanh trại quân đội đấy. Các bạn muốn cái thành của các bạn
chuẩn thì các bạn nên xây như này. Thứ nhất là trị an cao, hai là các bạn có thêm một đạo quân binh đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại mình chưa có nguy hiểm cho nên là mình không có tăng, bởi vì mình tăng bây giờ nó phí tiền. Mình sẽ để tiền đây để mình nuôi quân, bởi vì là chơi vua thì nên phải dư tiền. Đất nước mà không có tiền thì dân nó lại kêu đấy. Mình nắm trong tay cả một quốc gia cơ mà, cho nên là chơi vua là cứ phải điềm tĩnh. Nói chung là các bạn mà diệt được khăn vàng càng sớm ấy thì game nó càng dễ, còn các bạn mà để mà nó khỏe ấy đánh nhau tràn lan đại hải ra là mệt lắm. Đây, ok, 40 ảnh hưởng tông thiết nhá. Quân phiệt mình hình như mình đủ rồi, 33 điểm quân phiệt, ok, xong luôn. Đây, viên thiệu lên level. Cái thằng viên thiệu này các bạn không nên chơi nhá, thằng này cho làm quan vớ vẩn thôi, bởi vì thằng này nó có cái tự phụ trình độ kém nhưng mà mẹ cứ hay tinh tướng, cho nên là chi phí duy trì cánh quân tăng 25% chát, không nên chơi. Tốt nhất là cho cái thằng này cầm kiếm cái đồ cùi thôi. Thằng này cầm kiếm bạc làm gì, không có tài thì không nên ấy. Mình sẽ tấn công thằng này, đánh đánh nó luôn, tuyên bố đánh luôn Trương Lương. Ok, tập kích đêm luôn. Còn 200 thằng này thì thôi mình cứ tập kích đêm đi, mình sẽ tốn ít quân hơn. Hà Tiến thì có một cái đội quân rất mạnh nhưng mà nó rất là đi đi rất là chậm, cho nên là những cái con tướng tím thì không bao giờ được được làm tướng chính, cho dù nó có level cao cấp mấy các bạn cũng không cho nó làm tướng chính. Mà tướng chính lúc nào cũng phải là tướng đỏ và tướng xanh nhé. Đấy, có hai cái skin là hồi quân và đi xa, chứ còn con tướng tím chỉ là tướng phụ thôi. Dòng tướng chính thì nó chuyên vào bộ binh và có thể chơi cung với một số con thì các bạn có thể cân nhắc. Nhưng mà mình chơi ấy, cái cách chơi của mình ấy, mình sẽ không chơi kỵ nhé, mình sẽ chơi full pháo và cung và giáo, không cần bộ binh. Bộ binh nó là giáo đấy nhưng mà mình chơi giáo chứ, bởi vì là mình chơi theo cách vừa công vừa thủ. Mình sẽ chơi giáo để bảo vệ toàn bộ cái số cung và cái pháo của mình. Thì mình sẽ chơi một lúc nữa mà nó có cái tướng chuẩn ấy, mình sẽ lập một cái đội hình quân chuẩn. Bởi vì nếu mà mình các bạn mà chơi theo cái cách này ấy thì các bạn có thể đánh 2-3 tên cùng một lúc, có thể đánh 2-3 đạo quân thắng cùng một lúc được. Còn nếu mà các bạn chơi kỵ với cả chơi cung với cả chơi chỉ bộ binh không ấy thì các bạn rất khó để đánh 2 đạo quân địch. Đấy là cách cách chơi của mình. Và mình thấy nó để mà các bạn đi đi chơi các phe thì nó rất là dễ. Đấy, thì các bạn chỉ cần xem và các bạn thấy hợp thì các bạn có thể làm theo. Còn nếu mà bạn nào có cái cách gì hay hơn, có thể một một cân một đội quân mình và cân khoảng 3 team quân địch ấy được ấy, thì các bạn có thể chia sẻ giúp. Đấy. Lúc đầu thì các bạn cứ chơi một tướng Hà Tiến này nhá. Khi mình đánh thắng trận này mình sẽ mua vua ra. Bởi vì là Hà Tiến thì quân của nó rất đông, mạnh nữa, cho nên các bạn tận dụng. Bây giờ mà các bạn mà nuôi một đạo quân như thế này thì rất là khó. Tiền thì mình có rồi cho nên là mình không lo, no, mình vẫn nuôi được cái đạo quân này. Đấy, nhưng mà bây giờ mà ok, mình sẽ vào trận nhé. Đây mình sẽ bày trận này. Đây là thường cái cách bày trận của mình. Nói chung là nó đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ nó chưa vào trận hình thì mình sẽ bày trận như này. Nếu mà đây nó là 4 đạo pháo thì mình sẽ bày nó kín là như này cơ, nhưng mà đây nó là cung cho nên thôi mình sẽ bày như này, nhưng mình sẽ để rộng ra và mình sẽ chọn những cái con nào mà nó thủ cao hơn ấy, mình sẽ cho nó ứng ở đằng trên để nó làm cái lá chắn. Đây ví dụ bọn này nó sẽ làm cái lá chắn. Ok. Và còn 4 thằng này mình sẽ cho nó để nó bo để tránh bọn kỵ nhá. Nếu mà bọn kỵ nó lao vào đằng sau là bọn này nó đứng ra nó xỉa được, cho nên nó cũng không sợ. Mà cung này nó cũng chả sợ kỵ đâu. Cung này nó là cung tuyển rồi. Đấy, ok. Mình có thêm 4 đạo đạo kỵ nữa.
thì mình sẽ để cái đạo kỵ này để đi có thể giết tướng và có thể đi giết cung của quân địch, mình sẽ để vào sau. Hoặc là có kỵ mà nó móc lốp thì các bạn có thể dùng kỵ này các bạn chiến lại, không vấn đề gì cả. Đây thì đội hình của mình nó sẽ là như thế này. Thôi chiến đấu thôi. Còn sau mình sẽ có cái hàng rào đó, mình sẽ chặn đằng sau này nữa là kín. À, quân của nó không tấn công mình. À có tấn công. À, vì là do nó đông hơn mình cho nên là nó cứ đánh ấy. Còn bình thường mà quân mình ít ấy, mình công thành nó đứng im ấy, nó chả lên đâu. Đấy. Có kỵ. Kỵ nó ở bên cánh kia thì mình sẽ rút cái đạo này về đây một xíu này. Ok. Cho cái đạo này về đây một xíu. Cho cái đạo này hẹp lại một xíu. Là kín. Nói chung là kín. Các bạn mà muốn quân cung nó không chạy thì các bạn tắt cái chế độ này đi. Bây giờ mình có thể lao quân thẳng lên cũng được, bởi vì bọn này nó toàn cung thôi, mình sẽ lao lên luôn. À, những cái giai đoạn đầu các bạn không nên đánh nhau nhé, không nên đánh solo ấy, bởi vì con tướng của mình nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Mình sẽ lao luôn thẳng vào đây, mình cho cả kỵ mình lao luôn vào đây. À, mình chắc mình để cái chế độ 2 thôi để mình giết hết cái bọn cung của nó đi, bởi vì là mình đang tập kích đêm cho nên là bọn cung của nó chạy hết, kể cả mình lao vào cái bọn này nó cũng chạy này. Đấy, bây giờ mình sẽ bắn cái bọn này đi. Là một tí là lát hết cái đạo cung ngay mà. Đấy. Thì mình sẽ giết cái đạo cung này trước. Bởi vì là bây giờ các bạn đánh ở trong cái trại của nó ấy, thì cho dù quân nó chạy hết bao nhiêu thì tiệu nữa nó cũng quy là quân địch chết nhé. Thì các bạn đánh như thế này là các bạn sẽ giết được hết quân địch. Thì bây giờ mình chỉ cần nó chạy thôi, không cần gì nhiều. Đấy, còn bọn này nó xông vào thì kệ nó thôi. Nó đang yếu sĩ khí, mình lại còn được bày trận nữa thì mình lo gì. Đây, mình có cái này thì mình cũng hút được quân của địch, nó không tấn công mình, nó sẽ bớt đi. Thằng này sao mà nó nhiều sĩ khí thế mãi mà không trắng. Đuổi từ nãy giờ rồi, bao nhiêu lâu rồi. Rồi, bây giờ mình có thể mình xử bọn tướng này cũng được. Đây, bọn quân này cứ chạy linh tinh đi. Đấy, bọn này thích chặn đầu chặn đuôi thì tùy, mình cứ đứng đây thôi. À, mình có thể thôi ra đây mình xử cái bọn này đi. Thằng này cũng gần chết rồi thì cho nó chết đi, nó chạy đi đã. Lại toàn bọn quân bộ mà đi chống cái kỵ binh này thì làm sao mà đỡ được các em. Giáo thì còn sợ. Còn bọn cung này cũng chả cần giết, bọn cung của mình nó tự bắn chết rồi. Ok. Hiện tại chỗ này nó đang thiếu quân thì mình bắt đầu mình sẽ bổ sung quân lên nha. Đây bọn này nó đứng nó định móc lốp cung này. Mình sợ gì đâu. Bây giờ mình sẽ tập trung mình ấy lên là được rồi. Mình phải như thế này, mình phải lao ra đó các bạn. Chơi ngựa là nó phải có thế cơ. Nếu mà các bạn cứ đứng đánh không thì nó cũng không phát huy được. Đây, mình sẽ lấy cái thế mà mình lao vào thì nó sẽ nhào lên. Một số con nó sẽ nhảy lên đấy. Nó phải có thế cơ thì bọn này nó sẽ chạy ngay. Đấy, ok. Có con ngựa sắp chết rồi. Xem nào, ở đây như thế nào rồi. Rồi, ok. À, mình sẽ bắt đầu mình chuyển sang cái chế độ cho cung nó tự đứng để nó tự bắn được. Đây mình sẽ rồi mình sẽ dồn hết cái bọn này lên để tỉa thằng này đi. Sắp chạy rồi. Đấy, quân sắp chạy tan tác rồi. Thôi, được rồi, mình sẽ quay lại mình giết bọn này.
bọn cung này bây giờ phải cho nó đứng ra đây nó mới bắn quân, chứ còn không là nó không bắn. Hoặc là mình không nhìn thấy tên các bạn. Đây đứng này là nó sẽ ấy này. Thôi đây chỉ cho bọn này thôi. Bây giờ mình sẽ cho Hà Tiến lao vào, chấp nhận chết ngựa hay không chết ngựa thì cũng phải lao vào thôi. Cho nhanh, còn bọn này truy sát thằng này. Rồi quân nó, tướng nó chạy, nó sẽ chạy hết mà. Ok. Rồi thắng rồi. Đây còn cái thằng này. Phải giết thằng tướng này, nó phải chạy lần nữa thì nó mới thắng thắng. Ok. Bình thường là mình sẽ lùa quân nhé, nhưng mà vì thằng Hà Tiến nó bị chết ngựa rồi. Nếu mà các bạn mà không chết ngựa, các bạn nên dùng thằng Hà Tiến, các bạn đi quét các cái con quân cờ trắng ấy, giết càng nhiều càng tốt thì nó để tướng nó lên level nhanh. Hai cái đạo quân đằng sau của mình là còn nguyên. Kỵ của mình không biết là còn điểm để mà hồi hay không, bốn con không biết có hồi được không, hay là lại đỏ. Đỏ thì mình có thể mình thay quân luôn, mua hai cái đạo giáo xịn của mình ấy, quân triều đình. Ngựa đỏ mất một con. Rồi tất nhiên là phải giết thằng này rồi, bởi vì là bọn này thì chả bao giờ ấy được nó. Nó cũng sắp hủy diệt thì cho nên là mình giết mình được đồ. Ok mình lấy cái này đi. Đây là những cái tướng cấp cao bắt đầu nó có miễn dịch kinh hoàng rồi này. Mới level 4 đây. Cho nên là lữ bố hay là không lữ bố mà chạy chạy quanh quân nó chả sợ đâu. Trừ khi thằng tướng này nó chết thôi thì quân cánh quân nó bị mất cái bục thôi, chứ còn tướng ở quân cấp cao ấy là cái hoảng sợ nó cũng không có tác dụng nhiều đâu. Cho nên là quân đội nó vẫn là quan trọng. Bây giờ ok, bây giờ mình sẽ thằng Lư Thực này tẹo lửa chạy lên đây đánh giúp cho thằng này cho nó tiện đỡ mất một tên. Đấy mình sẽ chiêu mộ vua ra Lưu Hoành này. À, Tính Chương này và xem còn ai nữa. Khổng Dung mà mình sẽ không trọng dụng nhé, mà mình sẽ chơi thằng Sĩ Nhiếp. À Trương Hoành cũng được này các bạn ạ, mua thằng Trương Hoành ấy ra nhé. Màu dưới à? Đây. Mình sẽ hủy cái quân này đi. Nhiều bạn và các bạn bảo là tướng vàng là phải chơi kỵ với cả chơi cái này cái khác, riêng tướng vàng chơi quân gì cũng được nhé, bởi vì nó sĩ khí cao. Nhưng mình sẽ mua là mình sẽ mua full quân cung cùi, bởi phí duy trì của nó có 58 đồng thôi. Các bạn mua full quân này để làm gì? Để các bạn giữ để hồi quân, khi các bạn mà gặp địch mạnh các bạn có thể đổi quân sang nhé. Còn các bạn mua cái này ấy, thì các bạn coi như đây là cái đạo này là sẽ là cái đạo phụ của tướng mình đây, cái đạo phụ. Cho nên là khi các bạn có cái này ấy, thì các bạn đi đánh thành nó rất là dễ mà quân nó rẻ. Cho nên là mình không có ham hố là mình phải đổi quân ngay đâu. Mình chỉ cần giữ quân ở đây, bao giờ nó đủ full quân rồi ấy, các bạn nếu mà gặp quân mạnh thì các bạn hãy đổi, còn không thì các bạn cứ để như này thôi. Bởi vì nếu mà các bạn đánh auto ấy thì quân của các bạn không cần biết cung hay gì, cứ đông quân là nó sẽ tính thắng cao và mình sẽ mất ít quân.
cho dù quân bạn quân triều đình đi chăng nữa mà các bạn mà ít quân hơn quân địch ấy, là nó tính tỷ lệ chết của các bạn rất cao. Cho nên là cái thằng vua này là nó chỉ có nhiệm vụ là đi theo sau hỗ trợ, và mình sẽ đổi thằng này làm tướng chính nhá, vì thằng này nó có cái khả năng đi xa nhá. Đây nó lên thêm một level nữa là sẽ có 5% hồi, rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ vào nhà thành này xem, mình xem có thằng tướng nào ngon không. Đây vào xem đây có thằng tướng nào ngon không để mua. Hiện tại chả có thằng tướng nào ngon. Mao giới tướng tướng chí mình cũng nhiều cho nên là không cần. Đây 98 điểm. Thế là mình sẽ đuổi đuổi cái thằng nào mà nó cùi đi. Thằng này trừ chi phí thì mình sẽ đuổi mấy thằng thái giám này đi là mình sẽ có tiền. Bởi vì lương của bọn này nó cao lắm. Đây này, mỗi thằng là lương hơn 300 tiền, mình đuổi đuổi nó đi là mình đã có hơn 300 tiền rồi. Và mình sẽ đổi, bắt đầu mình sẽ đổi con dạ con này. Đấy. Resist corruption and endure hardships. Đây mình sẽ như thế này và cho thằng này nó vào trong. Thế cho nó an toàn. Thực ra thằng này cũng chả đánh được. Nhưng mà đây, nặng thái thú à. Thái thú mình có thể tăng cái này, nhưng mà hiện tại cái thành của mình nó không có công nghiệp cho nên là mình sẽ không tăng. Hoặc là cái này, nhưng mà thôi mình sẽ tăng chống xung kích đi. Thái thú của mình. Đây có thằng Trương Hoành thì cho nó cái cung tên, cho nó nhiều đạn. Hoặc là cho cái này cũng được, tăng xác suất phục kích nhá. Mình sẽ tăng cho cái này đi, tăng xác suất phục kích. Cho nó luôn cái ảnh hưởng giao thương này. Cái ảnh hưởng giao thương này các bạn có thể cho cái thằng thừa tướng được. Nó thêm 5% nhưng nó chả đáng bao nhiêu tiền đâu. Thôi mình sẽ cho thằng này luôn. Thằng này cho cái kiếm xịn hơn tí. Ok. Đây là một con tướng chí chuẩn nhá các bạn. Có nghĩa là tướng chí mà có những cái skin này là chuẩn này. Còn nếu mà nó tăng ngược từ bên này ấy, thì là không ok lắm. Thì đây nó có tập kích bắn đêm rất là quan trọng. Nếu mà các bạn muốn cân 2-3 đội một lúc. Và có cái tháo vát này. Đấy, hỏa xạ khi mà các bạn có máy bắn đá ấy, thì nó sẽ lém lửa nhé. Rồi, ok. Thì mình sẽ luyện cái đội hình này lên làm chính. Bởi vì một đội hình tiêu chuẩn đây của mình nó sẽ có một là tướng xanh, tướng vàng và tướng chí màu xanh này. Hoặc là thằng thay bằng một thằng tướng này bằng một thằng tướng tướng đỏ hoặc là một thằng tướng tím cũng được. Đấy, nhưng mà nó phải có thằng tướng chí và phải có một thằng tướng xanh. Bởi vì tướng xanh nó mới có giáo. Đấy mới là câu chuyện. Còn các bạn nào thích thì các bạn chơi cái này nhá. Mật thám này mình thì mình chả bao giờ thích chơi mật thám bởi vì là chơi hệ dễ mà. Mình đánh một tí là nó thua rồi, mật thám cái gì chưa kịp mật thám thì nó đã thắng rồi. Nói chung là ai rảnh rỗi thì vui thì chơi mật thám thôi. Làm vua thì cần gì mật thám, mình phải quản lý được quân của mình rồi các phe của mình. Nếu mà nó có cái gì mà nó không phải phát mình phải đem quân chinh phạt, gọi là lấy thịt bịt miệng ngay chứ không thể để cho bọn nó đẻ trứng được. Ok, bây giờ thằng Trương Lương này còn một thành thôi. Nói chung mình đang vẫn đang dư tiền. Ok, thì chưa là hết hết cái ấy rồi. Nếu mà nó có cái cộng thêm 20% là 200% thì mình lại chiến thôi. Nhận được một phụ kiện ngẫu nhiên. Cái này là thành Lạc Dương thôi, mình sẽ chọn cái này nhé. Nó trừ một thời gian xây dựng lại cộng 2%, cộng 2 công trình có thể xây nữa thì thôi mình sẽ tập trung cái Lạc Dương. Nếu mà nó có 200% nông nghiệp thì ok. Đây là thì bây giờ mình sẽ tăng cái này. Bây giờ cái thành này ấy, là xây được rất nhiều các bạn ạ. Bây giờ mình chấp nhận mình tốn tiền một tí. 400 nhưng mà thu được thêm 120 tiền của lộ cộng 600 thương mại rồi đây này. Đấy. Bây giờ lại vẫn xây được cái này nữa, chấp nhận xây luôn. Còn vẫn xây được phát lửa cơ. Đấy, nhưng mà thôi mình sẽ xây kinh tế thôi, mình còn mấy cái kia thì thôi mình không quan tâm nữa. Bởi vì là khi này mình có tiền thì mình có thể xây. Đây mình sẽ cố gắng cái châu quận Trương Binh này phải tăng đầu tiên. Phe nào mình cũng sẽ chơi kiểu đấy. Có thể một số phe mình sẽ tăng một cái điểm giao thương vì cái phe đấy nó nghèo thì mình buộc phải như thế.
còn đâu là mình sẽ tăng ấy hết. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung và mình đánh vào cái thành này, nhưng mà lại hiện tại là không 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 tới. Mình sẽ phục kích ở đây nhá. Ok, nó vẫn còn cái điểm xanh này là được, nó vẫn có khả năng hồi quân. Mình sẽ dùng thằng này, thằng này có đánh được tới không? Ôi thằng này đánh được tới luôn các bạn. Thằng này không đánh được tới, gần tới. Mình sẽ cho thằng này đứng ở đây. Ok. Nếu mà thằng này có lao ra thì thằng bọn này không đủ sức nên chả lao ra được. Nếu mà mình không đứng ở đây ấy, mà mình đứng gần ở đây ấy, thằng này mà nó lên nó đánh là nó lấy mất thành của mình, cho nên là mình không dại. Mình đứng xa ra không là thành tiếp viện của quân bọn này. Đấy. Rồi, xem thằng nào có cái gì thì mình lại cho nó. Mấy cái thằng này nó sẽ là phụ trợ cho nên nó làm nhiệm vụ, cho nên là mình cứ tăng mấy cái này đi để nó có nhiệm vụ. Ok, xem còn cái gì không? Đây công vụ đây, xem còn cái gì nữa thì chiến nốt. Trọng động này. Đây cũng lại trừ phí một thời gian xây dựng này. Cái này là thằng này lại cộng 100% từ nông nghiệp này, thì mình sẽ kiếm một cái thành. Đấy, thì mình không phải lo. Cái thằng vu cấm này thì thôi cứ kệ, để nó để ở đấy thôi. Đây thằng Khổng Dung này là sớm muộn thì nó cũng phản thôi nhá. Cho nên là không chơi. Đó. Bạn nào mà rảnh các bạn có thể chơi cái phe sĩ nhiếp Đại Việt ấy, hay Việt Nam mình ấy, thâu tóm Tam Quốc. Mình cũng sẽ làm một cái gọi là một cái series về cái phe sĩ nhiếp này. Còn lúc đầu mình sẽ làm hoàng đế trước, mình cứ làm từ to đến nhỏ. Hoặc là bạn nào mà thích chơi cái phe nào mà nó khó mà thích mình làm thì mình sẽ làm về cái phe đó. Nói chung phe nào mình cũng làm được. Rồi bắt đầu là đi theo cốt truyện nhé. Khởi nghĩa Khăn Vàng này, nó tuyên chiến với mình rồi. Nên là mình sẽ diệt thằng Trương Đương trước, bởi vì thằng Trương Đương nó là gần mình. Sau đó đánh thằng Trương Bảo, chiếm hai cái chỗ này, sau đó mình mới đánh lên thằng Trương Giác. Cố gắng làm sao mà càng giết càng nhanh càng tốt, bởi vì là cái phe đồng minh của mình ấy nó yếu lắm. Vì bọn Hàn Phúc Lưu Bị nó yếu lắm, nó chẳng có quân thằng Nư Thực này như thế. Mình mà không đánh được là bọn kia bị nó giết chết hết. Đây thằng tướng này cũng có thể làm tướng chính này. Đây các bạn cho nó làm những thằng này làm tướng phụ cũng ok nhá. Thì các bạn tăng cái thệ cừu này lên. Nếu mà trong đội hình các bạn có hai tướng xanh, bởi vì cái chiêu này nó sẽ giảm sĩ khí của quân địch rất là ngon. Còn không các bạn có thể tăng cái chiêu này để hồi quân. Mình sẽ tăng thệ cừu trước, bởi vì thằng này nó mới level 2. Cứ để nó ở trong thành thôi, kệ nó, không ảnh hưởng gì. Rồi. Cái này chắc mình sẽ auto thì chứ. To war. Resume standard stance. Đây cho thằng này đứng ở đây. To war. Cho thằng này lao vào. Đây toàn cung mà. Thắng lợi tuyệt đối, toàn cung thì có chết thì nó cũng chả ảnh hưởng gì. Gọi là cỏ thôi mà. Ôi giời. Đấy, cung còn rất khó chết luôn cơ. Vua còn solo, vua liều thật. Làm vua rồi còn đi solo. Gớm thật. Nói chung là quân mình thắng thì vua solo kiểu gì cũng thắng. Rồi, tiêu diệt được Trương Dương rồi. Đúng là auto có khác, mình chết khá nhiều quân các bạn. Thôi chấp nhận. Đây thằng này nó lên level rồi, tăng được cái mềm dẻo này là hồi quân cực nhanh. Và mình sẽ đổi luôn cái hồi quân này của thằng Hà Tiến sang cho thằng này. Thằng Hà Tiến quân nó có hồi được đâu. Có ngoài duy nhất một thằng này nó hồi được nhá. Còn tất cả những bọn này ấy, các bạn mà đi xa không ở Lạc Dương thì là không hồi được quân đâu. Cho nên là tất cả mình chơi vài lượt nữa là mình phải hủy hủy hai cái đội hiệu úy này đi. Nó chả giúp được cho mình cái gì. Bây giờ là nó giúp mình là vì nó đang có quân, cho nên là mình vẫn xài nhá.
Đấy, thì bây giờ các bạn đứng ở đây là ngày mai các bạn sẽ lấy được cái mỏ này. Chứ không thằng Trương Bảo có thể nó lao vào đây nó đánh ấy nhá. Thì mình có thể mình như này, mình sẽ đứng ở đây, mình phục kích được 45% thôi. 70%, 70% nhưng mà không ngon, đứng ở ở đâu? Đứng ở đâu mà đây 70% lại 24 mới đau. 30%, 45%. Đây 70%. Đây mình sẽ đứng phục kích ở đây. Nếu mà nó lao vào đây nó đánh thì là mình vẫn có hai đạo quân. Thằng này cho khi nó nao đấy, nó nao thì hơi hơi phiền. Nó nao thì thôi, bây giờ như thế này, mình sẽ cho một thằng nữa làm thái thú ở cái huyện này, xem có thằng tướng nào giỏi. À thằng Tôn Tình này này khá là ngon nhá, thằng này level 3 mua nó về. Đây xem thằng Tôn Tình. Thằng này nếu mà đúng là chuẩn của nó là nó phải ở bên thằng gì nhỉ? Tôn Kiên. Đúng rồi, nó Tôn Kiên này. Đây thì thằng này là tướng chuẩn luôn. Mình có thể lâng đây, mình nâng đây, nhưng mình thôi mình chấp nhận mình sẽ lâng cái bộ giáp cho này cho thằng này được. Nó hơi vòng một tí. Còn nếu mà xịn nhất thì sẽ là thằng này mà làm tướng chính thì các bạn nên tăng 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 như này. Cái này và cái này, cái thệ cừu. Xong các bạn tăng ở trên tôn kính thì các bạn tăng cái này. Còn bây giờ các bạn móc ở dưới lên thì cũng được, nhưng mà đây cái này khi mà làm chủ tướng thì cộng 2 sĩ khí. Nhưng cái này nó cũng tăng giáp cho thôi được rồi. Ok. Thằng này chả có cái gì. Áo 30 năm, 50 hộ giáp, ok. Rồi. Thằng này sẽ cho nó làm thái thú luôn. Đấy, thằng Trương Hoành làm thái thú cũng được, nó cộng thêm đấy, nhưng mà thôi cho thằng Tôn Tình nó làm. Thì mình sẽ có thêm một thằng tướng nữa ở trong. Rồi. À, mình sẽ cái này lại không cho ấy à? À cái công trình này là không, nhà cấp bé quá là không được. Thì thằng này nhìn thế này là nó xông vào đấy, trừ khi mình đứng tướng ở đây thôi. Nhưng mà thôi mình chấp nhận mình sẽ lừa thằng này, mình chết một ít quân đi, nhưng mình sẽ chấp nhận là phục kích thằng này ở đây vậy. Nó lao vào thì mình chiến với nó thôi, thì mình quân của nó sẽ hết. Đấy, nó tính mình thua. Bởi vì mình toàn quân mà, à toàn cung mà. Be bold, for history is on our side. You speak earnestly and inspiringly. Now look to battle. Mình nhiều tướng hơn mà, mình có tận đến 7 tướng. Sợ gì? Tướng đánh nhau thì có, à đâu không phải, thằng kia chỉ có một tướng thôi, mình có tổng là 4 tướng chiến được, còn một thằng tướng trí. Nói chung là mình có chết hết cái đạo quân kia cũng ok. Thì bắt đầu mình chuyển sang đạo quân của bên Trương Hoành này. Mình có thể đôi khi mình có thể hủy luôn cái phe của cái Hà Tiến đi. Hủy hai đạo điệu ý đi để mình chơi quân xịn ở bên bên thành này. Now, China watches. Fight in her name. Mình được lợi thế thủ thành nhưng mà quân của mình ấy nó lại toàn là cung thôi. Ôi quên mất vua này. Vua nó đánh nhau là vua nó gần hết bố máu rồi. Mình lại không có quân gì gọi là ngon cả, mình toàn quân quân vớ vẩn thế này, thành cũng vớ vẩn này, thành thành bại. Nên là chờ chờ quân gọi là cứu viện là cũng hơi mệt. Không sao nhá, mình sẽ chiến ở đây. Đây, mình sẽ đặt cái này đây, mình đặt dầu ở đây, mình sẽ cho đạo quân đứng chặn ở đây. Quân nó sẽ không vào được, mình sẽ cho hết cái đạo này đứng ở đây. Ok. Chỉ có tướng nó vào được thôi chứ còn quân bình thường. Quân bình thường vào là cũng hơi nhọc đấy.
Ok. Tất cả cùng. Tất cả tướng ở đây hết, thằng riêng cái thằng tướng phép này thì cho nó đứng ở đây thôi. À thằng này nó cũng có búp, búp trừ 2 hồi dây kỹ năng cộng với cả cộng 20 sát thương sát thích cơ bản. Để cho thằng này nó đứng ở đây để nó búp cho cung của mình. Rồi. Quân của nó khá là đông. Quân tiếp viện của mình lại ở cánh này mới dở. Thôi chấp nhận là vua có mà bị chết một mạng thì cũng kệ thôi. Bởi vì tướng của mình nó toàn là danh tướng cho nên là cũng không sợ. Danh tướng thì nó có cái lợi là nó phải chết 2 mạng cơ. Rồi, nào lên thôi. Nói chung là bọn này tất cả là phải như thế. Rồi. Nó mới ra có 2 đạo. Cái gì đấy? Vua đánh nhau mấu quá, chết dở. Tắt hết. Rồi các bạn vào đây. Vua có chiêu đang giao đấu với tướng địch thì buộc được trừ 100 hộ giáp và làm cho tướng địch bất động. Rồi. Vào đây, come on. Vào đây, vào đây. Fight, you fool. Stop talking. Attack. Move, move. Rồi, đốt lửa rồi. Các bạn lướng thịt thôi. Rồi, quân của các bạn chết hết. Look, the enemy run. Thế là mình giết cũng được khá khá quân đấy các bạn. Giờ thì cứ chiến thôi. Lưu Hoành bị đánh bại. Vua đã bị xử rồi. Hà Tiến đứng ở đây. You cannot seriously think you have a chance. I have seen greater skill from children. Make ready. Nằm xuống. To attention. Take heed, warriors. Thằng kia nó gần chạy rồi thì cho nó đi. Quân của mình đi lâu quá, quân trọng giáp mà cho nên là nó đi nó chậm. To attention. Make ready. On a course. Stand ready. Steal yourselves. Prepare. Faster. To battle. Prepare. Xông vào đi, vẫn còn một ít con giáo chạy rồi. Stand ready. Await my orders. Destroy them. Go for the legs. Take heed, warriors. Steal yourselves. Attend. Steal yourselves. The time has come. March at the double. At the ready. The enemy warriors are running. Ha!
phải giết được con tướng của nó cho nó rồi cho vào đây. Còn cái bọn cung của mình tốt nhất là cứ đứng chạy thôi, cho nó chạy vòng quanh để bọn cung xịn bắn. Cung xịn giáo xịn của mình đến rồi, sợ gì. Quên mất bọn này, cứ cho bọn này nó ấy đi, cho nó giết bọn này đi để mình giết cho bớt quân, để sau mình giết cho nó tiện. Cung này nó bắn như trông, các bạn nhìn trông cung nó bắn gớm không? Quá gớm. Lỏ chứ, trọng lỏ nó bắn. Quân xịn nó khác, nó bắn rát. Bọn này cung này cũng gớm phết đấy. Ôi, nhưng mà đéo có đam thì tuổi gì. Rồi. Xong, win rồi. Win rồi thì bây giờ là cái lúc mà các bạn bỏ tí thời gian các bạn đi giết cái bọn quân này. Bởi vì là giết càng nhiều thì mình càng nhàn, trận sau mình càng nhàn. Nhờ luôn mấy con kỵ này giết hộ luôn. Nói chung là không cần tướng nữa mà. Tướng giết được thì tốt, mà không giết được thì thôi. Đấy, cố một tí cho nó nhàn. Bởi vì trận sau khi mình đánh auto cơ. Đây. Ơ. Đang ở gần chạy thiết ra kia. Ảo vậy. Ôi, ok, tạm thế nhỉ. Ở đây nốt cái đoạn này đi. Cái bọn giáo của mình là chết hết rồi, đợt này đợt sau là phải mua full cái bọn cung vậy. Đấy, các bạn mua full cung như này ấy, thì nó cũng gọi là nuôi quân cho mình thôi, để lúc nào mình chuyển quân thôi. Và hai là đi đánh thành nó dễ hơn, đỡ tốn quân. Chứ còn nếu mà bây giờ mình chỉ cần mua một đạo quân chính quy ra là không bằng ba thằng tướng này đâu. Bởi vì giai đoạn đầu các bạn chỉ cần đánh bằng sát tướng thôi là đã được rồi. Chỉ cần con tướng nào khỏe khỏe các bạn mua, không cần mua quân cho nó cũng được. Các bạn làm ba thằng tướng đi kèm với cả đạo quân kia là ngon. Cho nên là mình phải tính toán. Chứ còn nếu mà nhiều lúc mà mua ngựa mua miếc thì bây giờ làm gì có tiền mà mua ngựa. Chơi ngựa rất là đắt nhá. Con nào tối thiểu cũng tầm 200 trở lên, cho nên là không chơi ngựa. Các bạn có thể lấy tiền hoặc là các bạn có thể lấy hồi quân. Nhưng mà mình sẽ lấy tiền. Hồi quân này chả đáng bao nhiêu. Bởi vì nó toàn là cung mà, nó không phải là quân xịn nên là chả cần.
Rồi, thằng kia bây giờ mất nó hết quân rồi là mình công được, thì mối no của mình chỉ còn mỗi thằng Trương Giác thôi. Nói chung là tổng bây giờ mình có hơn chục, mình có 10 15% hồi quân rồi, khoảng khoảng thế. 9 này. 5 với cả 3 là 8, 8 cộng với cả 6 10 4 rồi. Theo xem có phải là 6% hồi quân phạm vi thế lực không? Đây nhá, xem là chị An đây, cái này là 6% hồi quân, ok. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý thôi, hủy con này đi, lại mua con cung nữa, quanh đi quẩn lại. Mình đang vẫn đang dương 400 cho nên là cứ chơi cung thôi, tẹo lửa đổ sau. Đây thằng này, thằng này là chưa kịp về nhà, vua chết một mạng nữa là toi, là về chùa. Ôi mình sẽ lưng cái này. Thực ra một cái skin rất quan trọng, nhưng cái skin này nó chỉ là cái skin hỗ trợ bụp né, không không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là cái mềm dẻo này, phải các bạn phải nâng lên. Thì hiện tại là mình thằng cái thằng thằng thừa tướng này nó phải lên level 5 cơ. Thằng này vẫn level 4 thì chưa ăn thua. Rồi. Mình mua thêm thằng phiên trù này nữa để cho nó là bên gia tộc, cho nên là thử cho vào đây xem nó là bao nhiêu. Cộng 2 à 3 ảnh hưởng tông thất được, thằng này ngon nhá. 3 ảnh hưởng tông thất thì mình cho nó vào một chiếc thôi. Thằng này 2 ảnh hưởng tông thất cùi hơn tí. Đây chỗ sẽ cho thằng này làm cái này đi. 3 ảnh hưởng tông thất là khá ngon rồi. À thế thì mình sẽ cho cái thằng viên thiệu này xuống để cho ảnh hưởng tông thất lên. Hoàng hậu này là 6 ảnh hưởng tông thất, hiệu quả chức vị. Bởi vì bây giờ mình đang cần 40 điểm tông thất, còn cái ảnh hưởng quân phiệt này thì không cần nữa nhé, để làm cái nhiệm vụ thôi mà. Nói chung là quân phiệt cũng ok, nhưng mà sẽ cho xuống một tí. Đây là 4 ảnh hưởng, thằng này là 2 ảnh hưởng. Hiệu quả từ chức vị thằng này lại cộng 10% tham nhũng là không được rồi. Thằng này phải cho xuống rồi các bạn. Nếu mà chức vị mà bị như thế thì không được. Mai mình sẽ cho thằng này lên lại. Thằng phiền trù này thì có thể cho nó làm thằng này nó lại tướng cùi cho nên là thôi chả cần. Cứ để đấy. Mất một chức thái úy mai chỉnh sau. Hoàng đế bị thương. Bây giờ mình sẽ giết thằng Trương Quân Bảo này. Trương Quân Bảo là Trương Tam Phong đấy các bạn. Rồi, cho thằng này đánh. Thắng lợi tuyệt đối, chấp nhận thôi, cứ tự động thôi. Nằm xuống. Nằm xuống. Bắt đầu lại phải đổi quân rồi, chém thôi. Mình không còn quân cho nên mình sẽ không lấy hồi quân thôi, mình lấy hồi quân rồi. With me, justice cannot be denied. Rồi bây giờ, nhưng mà chưa chiếm được thành cho nên là rồi, chưa đánh được à? Thằng này có đủ lực không? À đủ, đèn quá các bạn. Mất mất một ngoài oan rồi, còn không hồi được quân nữa, thằng này cũng không chạy được ra cơ, đúng là đen đen như chó mực rồi. Tăng đốt cái skin này rồi mình qua ngày thôi, cũng chả còn cái nhiệm vụ gì nữa. Đây thằng này cũng có thể làm tướng phụ được, tướng chính cũng được mà tướng phụ cũng được. Lên một level nữa là lên được cái thệ cừu này,
là thằng này chỉ cần có tướng, có đồ, có vũ khí đẹp là ngon rồi, xong. Trương Giác à, đấy, thằng này đánh ở lên trên kia chiếm Quan Vũ. Ok. The mightiest trees of Cho thằng này tấn công thôi. Thằng này nó toàn cung mà, cho nên là tấn công nó sẽ lợi hơn, nó sẽ đỡ mất ít quân hơn. From the roots to heaven. In time they will thank us for this. À, tiến này là China. Thằng này còn khá nhiều quân cho nên là cứ cho đi đánh thôi các bạn. Còn nếu mà nó ít cân là tôi sẽ đổi một thằng tướng nhé. Nhưng mà bây giờ là nó khá nhiều quân. À, mình sẽ đứng ở đây. Đứng ở đây để chẳng may mà có bị đánh ấy, mình vẫn có thể lùi về được. Mình cũng chả sợ. Ok đứng. Ok mình đang đi hơi quá. Về hồi máu đi. Đấy ok được rồi. Thì ở đây nó sẽ hồi được máu. Hồi được con quân này thôi, nó chả đáng bao nhiêu. Nhưng mà ngày mai chắc là vẫn đủ tơn, thằng này sẽ đủ tơn đấy. Có cái thằng Trương Giác này thôi thì mình sẽ ốp thằng này. Ngày mai mình có thể nâng quân lên được rồi. Tầm này thì đủ tiền để mà chơi thêm một đạo quân khác rồi. Rồi mình sẽ lại chuyển thằng Thái úy này lại cho thằng quân Việt này lên rồi. Thằng này này hiệu ứng từ chức vị của Viên Thiệu lại cộng 12 độ hài lòng. Cấp bậc cơ tân giáo binh cộng thêm, cho nên thằng này là khá là ngon, cho nên là vẫn phải giữ. Hoàng hậu thì trừ 6 bổng nộp cũng được, trừ 6 bổng nộp thì nó cũng giảm được khá tiền. Ok xem là tông thất không. À đây có thằng Trương Cáp. Trương Cáp các bạn mua ra là ngon nhá, thằng này nó có đồ đỏ đấy. Đúng rồi, mình sẽ đổi cái đồ đỏ này cho thằng nào, thằng tướng này. Đấy, thằng tướng này nó đang thiếu đồ thôi, cho nó luôn cái giáo của Trương Cáp đi. Rồi thiếu cái áo nữa, áo xịn này không có áo xịn. Rồi thế là được rồi, tạm thời như thế thôi. Ngày mai chúng ta sẽ lấy được An Bình, đánh từ dưới lên, đánh chắc chắn thôi. Rồi sẽ có quân đồng minh giúp đỡ. Đấy, Quan Vũ nó cứ đi lách tách thì rồi qua ngày thôi, không còn cái gì nữa. Có cái nhiệm vụ gì không nhỉ? À đây có công vụ rồi, quên mất không làm công vụ. Có một cái thằng nào nó vừa có cái cộng 6 điểm. Đây 6 ảnh hưởng chính quyền thằng này, cho nó làm nhiệm vụ. Cái thành này là các bạn được 9 lương thực nhá. Các bạn có thể làm cái nhiệm vụ lương thực cho ta. Có một cái thằng nào nó cộng 100% lương thực ấy, thì các bạn làm cái thành đấy nó sẽ lên được 18 lương thực nữa. Hoặc là thôi sẽ làm cái nhiệm vụ trừ chi phí trừ một lần. Thôi làm cái 50% ấy thôi. Công vụ 50% nông nghiệp thôi cũng được. 50% nông nghiệp chương ổn, là thằng này nó là thừa tướng cho nên người kế vị cho nó làm. Rồi. Các bạn lại qua ngày thôi. Nói chung mà chơi vua thì nó hơi nhàn. Nếu mà gọi là đánh sớm thì nó sẽ nhàn thôi.
Đấy, Lưu Bị lên hỗ trợ là được rồi, chỉ cần bình diệt được thằng tướng Trương Giác là xong, là anh em có thể chiếm được thành. Mình sẽ chia làm hai đạo quân, nếu mà đạo quân của thằng Hà Tiến mà nó chiếm được Trương Bảo thì mình sẽ chiếm, sau đó mình chiếm luôn cái thành kia. Thành kia mình sẽ dùng đạo của vua chiếm là ngon, thì mình sẽ chiếm được hai thành cùng một lúc nếu mà nó đủ tơn, còn không mình sẽ dồn chiếm một cái trước, từng cái một. Bởi vì là cái thằng đạo Trương Giác thì mình vẫn phải dùng đạo quân chính mới đánh được, cái đạo quân phụ toàn quân vớ vẩn. Rồi chết già, Kiều Huyền chết già 74 tuổi. Mình quên mất mình không để cái chế độ là không tăng tuổi ấy, để chơi cho nó nhiều tướng, nhưng mà thôi kệ, chả quan trọng. Chết già chết trẻ ấy. Đây, thằng này đánh đây một phát là ăn ngay này. Thằng này đánh được không? Ôi giời, không đánh được ạ. Bảo rồi, cái thằng này nó chạy rất chậm. Thế mới là dở hơi. Cho nên là thôi bây giờ mình sẽ, bây giờ cái thành này, thằng Trương Bảo này nó sẽ vẫn ok được một hai lượt, và đôi khi quân này nó lại nhảy sang đây nó đánh cơ. Cho nên là một là mình phải buộc mình phải đứng ở đây, mình chơi. Thế mới dở. Nó chỉ có một tướng thôi. Kẹo lưỡi bọn Liêu Bị nó sẽ chạy lên đây đấy. Còn mình sẽ kiếm chiến luôn cái thành này thì thôi, chấp nhận là bây giờ mình sẽ lấy quân 800, mà mình sẽ chơi quân xịn luôn. Mình chỉ cần vài thằng quân xịn thôi, không cần nhiều các bạn ạ. Đây, ví dụ mình sẽ lấy thêm một hai con quân này. Mình sẽ nuôi một cái máy bắn đá hơi chát. Ấy giáo bây giờ là 118 level 7, khá là cứng. Rồi ok. Tạm thế này đã. Để mình lấy cái thành này. Thằng này thì nó không thể nào nó chạy xuống đây nó lấy được luôn được. Ok, cũng không, mình mua quân cũng không ấy được. Thế mới dở. Mình mua quân là cũng không không nó bị mất lượt, lúc nãy mà đánh luôn thì được. Bởi vì khi mình thay đổi quân ấy. Thế thì mình sẽ đứng ở đây vậy. Chấp nhận là đánh thằng Trương Bảo thôi, diệt thằng Trương Bảo trước chứ cho thằng Trương Giác này nó sống. Mấy cái thằng này cộng cái gì? Lại qua ngày. Kẹo lưỡi kiểm tra cái thành kia của thành chính của mình xem còn xây được cái gì mình sẽ xây. À, thằng này nó lại đi lên chỗ Trịnh Giang à. Thế thì càng tốt. Lưu Bị là nó sẽ chiếm được cái thành kia rồi. Thôi cũng được. Trương Bảo sẽ bị chết sau tơn này. Quân đồng minh của mình bây giờ bắt đầu nó mới di chuyển được lên, mỗi tội là nó hơi ít quân. À, nó lên thành 4 luôn. Thành 4 thì Lưu Bị là phải quay cơ. Điềm lành cộng 3 sĩ khí thôi, mình lấy cái Trị An. Bởi vì Trị An quân mình càng đông ấy. Đấy, thằng này, này các bạn thấy nó hồi quân rất nhanh. Chứ còn để cho cái thằng Hà Tiến này thì chịu. Mình vẫn đang dư tiền nhé, vẫn còn dư mấy chục đồng kia là ok. Đó, thằng nào lên level mà không cho tăng này.
Đây thằng này. Thằng này thì nó có thể lên cái này, nó hoặc là lên cái này cũng được. Nó sẽ tăng cái khả năng tiếp viện làm chủ soái, lên cái này cũng rất ngon. Thôi lấy cái cà kheo này vậy. Để mình còn đi quét được. Rồi sẽ tấn công luôn. Và auto nha các bạn. Thắng lợi tuyệt đối, chết chung thì thôi cứ auto thì chấp nhận. Cho nó nhanh chứ còn bây giờ đánh tay thì nó bớt quân được một tí. Đấy lại chết chết mấy cái con kia, con ghẻ kia. Mình lại phải mua cung mình thế vào thôi. Only by growth will the word be spread. Hà Tiến thì sắp hết quân rồi. Đây, mình sẽ lại mua cung mình cho nhét vào. Đấy, kẹo nữa mình lại đổi quân sau. Thằng Trương Giáp này sẽ bị Lưu Bị nó quay ở đây. Còn thằng Hà Tiến này mình sẽ đem quân nó lên đây. Cứ chậm chậm mà chắc thôi các bạn. Nói chung là không có cái hồi quân là khổ thế. 10 tơn nữa mới gọi là xong. Đây vẫn còn 87 con cung này, 17, 17, 37, nói chung là vẫn chơi được. Rồi. Thành này là có 13 lương thực khá là ngon. Cho nên là các bạn để ý là những cái thành nào mà nó có mỏ lương thực này, các bạn đừng lên xây nó quá cao, các bạn chỉ cần lên level 4 thôi. Để làm gì? Để các bạn có thể xây được một cái kiến trúc. Đây là các bạn nhìn này, xây lên level 4 mất 7.500 tiền. Quan văn của mình nó còn rất cao cho nên là mình phải đuổi đi. Mình phải đuổi những cái thằng quan văn đi miễn chức đi. Đây mình xem điểm của mình à. Đấy mình phải đuổi đi. Đuổi đi thì tiền của mình đấy, đuổi một thằng thôi bao nhiêu tiền này? Dương này. Được 900 tiền bởi vì là đấy. Lương của này nó cao lắm. Xem có thằng nào thằng phiên trù thì cho nó vào đây vậy. Quân nhu ảnh hưởng tổn thất. Và mình sẽ chọn một thằng nó làm thái thú ở cái thành này. Thành này nó cộng rất nhiều lương thực. Cho nên là các bạn nên tập trung cho cái thành này chỉ chuyên về lương thực thôi, không cần phải phát triển quá nhiều về tiền đâu. Bởi vì có lương thực thì các bạn sẽ có tiền. Không có lương thực là không có tiền đâu. Đâu nhỉ? Đây là thành level 3. Thành này đây, cho một thằng thái thú. Xem thằng thái thú nào nó có xanh thì tốt, còn không có xanh thì thôi. Mình sẽ cho tạm thằng Trương Hoành này nó làm thái thú, bởi vì nó sẽ tăng 5% lương thực, nhưng mà thôi cũng chả cần. Đây thì cho mấy cái thằng cùi cùi này, nó cộng 3 lương thực rồi, cộng một quân nhu lé. Nhưng mà mấy thằng này nó lại không có khả năng thủ thành cho nên này. Thôi cứ để tạm đấy, mình sẽ chiêu mộ tướng sau. Xem có cái 200% nông nghiệp không thì ngon. Đây các bạn chọn cái này nhé, sẽ lên một đống tiền đấy. Đấy 2k2 rồi, bởi vì là thành của mình là thành nông nghiệp mà. Cho nên các bạn cứ chọn cái đấy. Còn nếu mà các bạn chơi thương nghiệp ấy, nó có cái, nó sẽ có cái thành của thương nghiệp ấy. Nhưng mà chơi tốt nhất thì các bạn lên chọn là nông nghiệp làm chính. Còn nếu mà cái thành nào mà nó có thương nghiệp thì các bạn xây nông nghiệp và thương nghiệp. Nếu mà thành nào nó có công nghiệp thì các bạn sẽ xây nông nghiệp và công nghiệp. Thì là nó sẽ vững bền. Còn nếu mà thành nào nó có công nghiệp và thương nghiệp thì các bạn không cần xây nông nghiệp. Thì các bạn sẽ chơi cái thành đấy là thương nghiệp và nông nghiệp. Thì như thế các bạn sẽ có nhiều tiền nhé. Còn riêng chơi ở cái map mà từ trên xuống dưới này này, cái nửa cánh bên phải này này, thì các bạn nên chơi về nông nghiệp vì nông nghiệp nó sẽ lợi hơn. Mình vừa có lương thực dự trữ, vừa có nhiều tiền, không lo đói. Còn nếu mà chơi thương nghiệp, nông nghiệp thì thương nghiệp thì nó chỉ tùy phe thôi. Ví dụ phe Khổng Dung, Khổng Diếc ấy, vừa vào thì cái bụp xanh của nó nhiều thì các bạn đỡ phải lương skin thì các bạn chơi thương nghiệp. Nhưng mà các bạn chơi thương nghiệp các bạn cũng chỉ chơi vừa vừa thôi. Nói chung là cứ nông nghiệp làm chính, các cái khác kia nó chỉ cộng thêm thôi. Và hai là cái thành nào của các bạn ấy, các bạn vào các bạn xem một cái thành của bạn nó có nhiều tiền thì các bạn hãy đầu tư xây. Còn cái thành thành mà nào mà nó ít tiền thì các bạn chỉ đầu tư ít thôi. Và đôi khi các bạn có thể
làm một cái thành để các bạn tuyển quân. Ví dụ như cái thành này đấy, vừa vào nó có 400 tiền như này, 500 tiền này thì các bạn có thể xây cũng được. Và các bạn vừa phát triển nông nghiệp được. Nhưng có những cái thành vào nó chỉ có khoảng 100, 200 tiền mà các bạn bỏ ra mười mấy nghìn tiền các bạn xây xong rồi các bạn bị chiếm mất ấy, mà các bạn không bảo vệ được ấy thì không có giá trị nhá. Đây. Quan trọng nhất này. Các bạn phải xem cái thành này. Đấy, ví dụ cái thành này nó 2.900 tiền. Bây giờ mất cái thành này là mình bị âm tiền ngay. Âm cực lặng luôn. Đấy, bởi vì thành này nó còn liên quan đến nhiều yếu tố, cho nên là các bạn phát triển là các bạn phải chọn cái thành nào nó nhiều tiền và các bạn phát triển. Ví dụ thành cấp cao, đôi khi cái thành cấp cao level 7, level 8 các bạn cũng không có cái thành đấy, không nhiều tiền đâu. Nó mình phải hủy hết các cái nhà đi để mình xây cái mới thì mới được. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên đánh thằng này. Nói chung là vẫn đây nhá, để xem thằng Hà Tiến mà nó đánh được thì mình sẽ đánh luôn. Đây. Thằng Hà Tiến này nó chạy quá chậm. Thế là vấn đề, thằng Trương Giác thì đạo quân chính của nó chưa đến thì mình sẽ đứng ở đây. Ngày mai là mình sẽ đánh được. Trust instinct. Cái này mình sẽ phục kích ở đây. Để cho nó giấu bọn nó thôi, giấu cái thằng tướng của nó. Chẳng may mà bây giờ mình chiếm, mai mình đánh mình chiếm ở đây ấy, mà nó ở đây nó lao xuống nó đánh là thằng Hà Tiến này chết nhé. Cho nên là mình tạm thời mình đứng ở đây. Mình đứng ở đây để cho thằng này nó đỡ chạy lung tung thế thôi. Mai là mình sẽ lấy được cái thành này. Mà nếu mà có thằng Trương Giác to nó đến thì mình kéo quân này sang, không sao cả, mình có mua thêm quân. Bây giờ mình đang dư tiền rồi, nhưng mà mai mình mới mua quân nhé. Bây giờ mình mua quân là nó tốn tiền. Rồi, cái thành này 500 tiền khá là ok rồi. Các bạn có, nếu các bạn muốn nhiều tiền ấy thì các bạn có thể đổi sang cái thu nhập 220 nông nghiệp này. Nhưng mà cái thành này các bạn không nên đổi, bởi vì là cái thành này nó chuyên về nông nghiệp, vào về lương thực ấy, thì các bạn nên up cái thành này và chỉ có để lương thực thôi. Còn cái thành khác mà nó ít lên level cao ấy, level 7, level 8 mà nó nông nghiệp nó thấp ấy, đấy. Vừa nói xong. Lưu Bị cũng phục kích. Bây giờ dở một vấn đề là như thế này. Mình chiếm thành này là thằng Trương Giác nó sẽ lao vào nó đánh. Mình chiếm cái thành ở bên cánh phải ấy, là thằng Trương Giác kiểu gì mai nó xuống nó đánh. Bây giờ phải xử lý thế nào. Đánh chậm một tí cũng được, nhưng mà mình muốn kết thúc sớm. Ok, mình đang dư 3k tiền rồi. Cái này chả biết là gì nên thôi cứ kích vào xem. Cái này ở cái mốt nó thêm cho nên là nó không có gì, hình như là thêm thằng tướng hay gì đấy. Xem nào. Không biết. Hoặc là nó có một cái thông tin gì đấy thôi. Nếu mà bạn nào mà không ngại thì các bạn cầm cái điện thoại các bạn Google dịch ra là nó sẽ ra thôi. Nhưng mà mình cũng không cần thiết cho nên là thôi. Thành này nó là level 4 cơ. Xem quân nào. Đấy. Bây giờ mình sẽ lập một cái đạo chính được. Bây giờ mình sẽ lập 4 con pháo. Tiền có rồi các bạn. Lui được quân xịn rồi. Ui dồi, chát quá. Mua một thằng nó hơn 1k tiền thế này thì để xem nhá. Từ từ đã. Đắt sắt ra miếng. Thôi mình sẽ cho một thằng chính thôi. Chát quá các bạn. Thôi mua như thế này thì cho nó dễ. Thằng vua này cũng mua con này thôi. Nó có 900 thì mình vẫn còn dư được. Đấy. Ok. Mình có 8 đạo. Mình có 8 đạo giáo rồi. Mình tấn công vào đây thì cũng ok thôi. Nhưng mà bây giờ đánh xong thằng này
mình đéo đánh thằng Trương Giác mà xem đứng ở đây được. Đấy, bây giờ mình chạy hết cỡ có khi là vẫn 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 tới được đây nha, để thử nhá. Nếu mà hết cỡ được thì mình sẽ đánh thằng Trương Giác to ấy, chứ không mình không đánh cái thằng nhỏ này nữa, thằng nhỏ này được nhá các bạn. Rồi mình sẽ giết thằng này. Giết thằng này thì thằng này nó đơn giản thôi, bởi vì mấy khi là nó ở đây, bởi vì mình đánh ở đây là nó sẽ chết. Quân đội vượt trội vẫn tính là thất bại kìa. Rồi giết được thằng này thì nó lại đơn giản rồi các bạn. Giết được thằng này thì thằng kia nó hồi quân được thêm một tí thôi. Mình nghỉ một ngày là mình có thể mình chiến được. Nói chung là các bạn mà chơi trí sớm thì các bạn có lợi, nhưng mà nó hơi yếu. Pháo mà nó tầm bắt đầu level 7 trở lên ấy thì rất là mạnh. Còn bây giờ nó tầm khoảng level 5 thì cũng tạm tạm. Lên được level 7 bởi pháo nó lên level nhanh lắm. Nó cẩu chết quân, cứ mỗi lần nó cẩu chết vài trăm quân thì nó lên level nhanh. Thì đấy là cái đội hình tiêu chuẩn mà mình hay chơi. Còn bạn nào mà có cái đội hình hay hơn thì có thể chia sẻ để mình có thể thử nghiệm. Còn mình chơi, từ lúc mình chơi thì mình thấy cái này là mình nghĩ ra thôi. Mình chơi thì mình thấy mình mua nhiều kiểu, nhưng mà mình thấy chơi cái kiểu mà bốn pháo mà có full giáo ấy thì với cả cung thì mình đánh được nhiều trận hơn và mình tốn ít quân hơn, mà đánh trận cũng nhanh hơn nữa. Nếu mà mình không chơi thế này thì mình nao lên mình đánh nhau rồi bắn biết các thứ mất thời gian đó. Nhưng mà có nghĩa là mình phải lợi thế là mình đánh trước nhá. Mình đánh trước mà mình đánh đêm mà mình có pháo ấy, cẩu một tí là quân nó chạy hết. Cho nên là có thể đánh được 2-3 đạo nó là như vậy. Còn nếu mà mình thủ thì mình đánh được tầm 2 đạo là cũng mệt nhá. Đánh thì vẫn đánh được 2 đạo nhưng mà quân chết cũng phải tương đối một chút. Bởi vì mình là thủ mà. Nếu mà mình bị nó quay nó đánh ấy thì quân của mình sẽ chết nhiều hơn một chút. Rồi vào trận thôi. Đây, xem tình hình nào. Quân của Hà Tiến thì các bạn có thể, trận này các bạn có thể cho nó chết hết đi cũng được. Xong rồi các bạn lui đạo mới và sẽ mua thêm một thằng tướng nữa. Bởi vì thằng Hà Tiến này nó quân của nó không có khả năng hồi quân. Cho nên là cho dù nó xịn đến thế nào thì cũng không bằng cái quân triều đình đâu. Cái này chả có tác dụng gì tầm này giờ. Bọn này nó thấy ít là nó có lao lên không, hay là nó vẫn cứ rú rú ở đây? Nó không lao lên nhá. À có lao, có lao, có thể lao đấy. Vì mình có pháo thì mình cứ tập trung ở đây thôi các bạn. Tăng tốc độ lên. Lao lên hoặc là nó tụ lại thì tùy. Mình phải tập trung đủ quân thì mình mới chiến thôi. Hoặc là mình muốn nó lao lên thì mình có thể đứng luôn ở đây thì nó sẽ lao lên. Đây này, ví dụ như này mình chơi thì mình sẽ không cho nó đi nhanh mà mình sẽ chơi cho nó đi chậm thôi nhé các bạn. Để nó giữ sức. Mình tăng cái tốc độ này lên, mình cho nó đi chậm thôi để nó giữ sức. Nếu mà các bạn không kích cái này ấy, hoán đổi chạy ấy, thì các bạn sẽ làm quân nó yếu. Đến lúc đánh những cái trận mà nó trận to ấy, đánh vào tầm khoảng 2-3 đạo tiếp viện của bên nó ấy, là đánh một tí là quân mình nó mệt mỏi, là tỷ lệ thua của mình nó sẽ cao. Ok, bây giờ mình sẽ sấp cái đạo pháo này nó vào một cái đội hình thôi. Còn khá xa. Con pháo nó đi chậm lắm cho nên là đây mình sẽ cho tạo pháo nó tầm ở đây. Bọn này là nó lao, nó lên nó chiếm cái điểm cao. Đây gọi là trận quyết định của quân Khăn Vàng. Chỉ cần thất bại là thất bại toàn tập. Đội quân của nó là đội quân mạnh nhất rồi mà. Rồi, bắt đầu mình phải cho chậm chậm lại, quân nó sắp tiến vào rồi nhá. Cho nên là mình sẽ không di chuyển pháo nữa mà mình sẽ cho pháo nó vào vị trí luôn. Bởi vì tầm pháo của tầm của pháo nó khá là ok rồi.
nó nhìn thấy quân rồi, cho nên là các bạn phải điều khiển thật nhanh. 3 bọn này nó phải đứng trước, bọn này phải chấp nhận cho nó chết mà, cho nên là mình sẽ cho nó đứng trước. Lần sau mình sẽ không xài nó nữa, cho nên mình sẽ cho bọn này nó đứng trước. Bọn cung này đứng đây. Quên mất bọn pháo này cho nó lửa nhá. Đây nó nhìn thấy rồi đấy, nó chỉ cần xếp vào lại nó cứ cẩu được. Rồi, từ chối hết. Mình sẽ phải bảo vệ cái này, cho nên là mình phải xét thế này thật chặt trước khi làm gì thì làm. Đấy, cho một đạo xuống đây. Ok, thằng Lưu Hoành sao lại ở tít đây này, không để ý. À thằng đúng rồi. Đấy, ngựa vào đi, kệ cho nó ngựa thôi. Tầm này thì chả kệ. Cung tự bắn. Nào được và cứ nào, đây nó nào vào mấy cái thằng này thì nào thôi. Nói chung là tại cái pháo của mình nó đi di chuyển hơi mất thời gian. Ê, ngựa nó lao vào đấy, nào đi. Có giáo đứng ở đây rồi cũng chả sợ. Mình đang để cái chế độ cho quân cho cung nó chạy hỗn loạn đi một tí để cho nó kéo giãn đội hình của bọn này ra, bởi vì mình đang không có cái gọi là không có nhiều quân để bo, toàn quân lửa máu nửa bầu máu thôi. Rồi các bạn có thể cho kỵ nó ở đây, kệ cho nó đấy. Kỵ đứng đây làm gì đâu, mình đã có gọi là quân mình thủ hết rồi, nó có dám vào đâu. Đây, còn bọn này thì thôi xử lý luôn. Đây mình còn rất nhiều giáo đây, mình sẽ cho nó đẩy nó lên, bởi vì đây là giáo chính của mình nhá. Còn cái bọn giáo kia mình đang muốn nó chết hết, cho nên là mình không neo, không cho lên, mình chỉ để đây thôi. Đây, giáo này là giáo quân của thằng quân hiệu ý. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung đánh vào bọn kia. Đấy. Máy cẩu đá nó cẩu tí, bọn này chạy ra kèn ngay. Rồi chưa kịp ấy bắt đầu nó chạy rồi, thế mình sẽ chém tướng nó vậy. Thằng Lưu Hoành này có quân, quên mình không để chế độ lửa. Rồi ok, ngựa không dám vào đứng ngắm cảnh. Ba tướng rồi chơi tướng nó thì có vấn đề gì đâu. Đạo này xử lý thôi. Ui giời, pháo nó cẩu cho, tên nó bắn cho, còn âm 2 rồi, cỏ rồi. Ngựa không dám vào, ngựa đứng từ xa. Đây cho các bạn chết hết đi. Quân này mình giữ, quân chính quy của mình hồi được quân thì mình giữ. Còn cái bọn là không hồi được thì cho lên đánh nhau hết đi. Chết hết đi. Đấy là kiểu gọi là lợi dụng xong ấy, qua cầu rút ván đấy các bạn. Làm vua thì cũng không nên như thế, nhưng mà cái quân đéo thì quân mẹ đéo cho hồi. Đấy. Rồi, nên xử bọn này thôi.
cái thằng Trương Hoành này nó cũng khá là xịn, nó có cái chiêu búp. Quân đồng minh nằm trong phạm vi này, tất cả quân đội ứng sót, cho nên thằng này cứ đứng gần gần cung nên nó tăng đam lên cho cung cũng được. Rồi xem nào, quân đồng minh nằm trong phạm vi này, điều kiện là còn sống sót. Rồi quân các bạn đã gọi là đỏ máu hết rồi. Kẹo nữa mình sẽ xem tổng kết là bọn máy bắn đá này nó giết được bao nhiêu tên. Thì các bạn cứ tính lên một bọn bắn cẩu đá này nó giết được bao nhiêu tên là sẽ thấy là nó lợi hay không lợi. Bởi vì quân bộ bình thường chẳng bao giờ giết được nhiều như thế. Mà con mà cẩu đá mình cũng chả cần phải điều khiển, cứ để kệ cho nó auto thôi. Đấy. Thằng Trương Hoành này bắt đầu các bạn có thể cho đi quét được rồi. Quét thì cho nó lên level, nhưng mà thằng này nó level cao rồi cũng chả cần. Đây cho hết cái bọn nghị cựa ngựa biết các thứ xử lý mấy bọn này đi cho nó. Cái thằng này bị vướng. Thôi cho giết bọn trắng thôi đây. Rồi thắng rồi. Thôi mình sẽ thắng luôn, mình chả cần phải giết nữa. Tầm này tướng mình cũng khỏe hơn nhiều. Đấy là đội hình chuẩn của mình hay chơi đấy. Đây quân của mình còn vẫn còn rất nhiều, không phải ít đâu. Trông nó in ít thì chỉ có mấy cái thằng còn 9 quân đi chứ còn còn khá nhiều đấy. Đạo 2 là đạo 1 là còn đạo 3 là hơi ít quân. Nhiều hơn cung. Ít quân bộ hơn. Bắt được nó thì ngon, giết luôn. Còn được đồ. Ôi thằng này chả có đồ thì thôi thả nó đi. Cái này là vẫn trọng dụng được các bạn ạ, vẫn trọng dụng được một trận nữa. Rồi cho cái này. Vẫn trọng dụng được một trận nữa. Trông nó cùi thế thôi nhưng mà thực ra là nó phí duy trì đắt quá, 300 tiền thôi, nhưng mà nhà giàu mà quan trọng gì. Remain pure. What do you wish, my lord? Cái này nó có hai lựa chọn, một là các bạn có thể tăng cái này để tăng sát thương xạ kích nhé. Nhưng mà đến cái giai đoạn này bắt đầu là mình đã khỏe rồi, mình sẽ chọn cái bắt tướng. Tăng 25% cái bắt tướng này để mình bắt được tướng. Đôi khi gặp con tướng ngon thì các bạn có thể thu phục. Bây giờ mình sẽ chạy ra đây, ngày mai là mình sẽ ốp cái này, dùng thằng này ốp. Đấy. Ông cho thằng Hà Tiến đứng đằng sau là xong. Hoặc là thằng Hà Tiến này có thể leo lên đây mà đánh. Thì mình sẽ chỉ cần dùng một thằng tướng này thôi, mình sẽ giết được thằng này. Thế thì mình sẽ gọi là chiếm được hai lơi. Cái thằng Lưu Bị nó lên trên nó chiếm rồi. Thôi cũng được.
chẳng nhẽ chiếm hết cho các chư hầu không làm ăn được gì. Thằng kia nó mua tướng ra rồi quân nó hồi nhanh lắm nhá, bọn riêng cái bọn khăn vàng quân của nó hồi như điên. Giờ bây giờ mình sẽ thử xem thằng Hà Tiến nó có lấy được ở trên kia không. Nếu mà nó lấy được, nó đi một tơn mà tới thì thôi mình sẽ lấy, nhưng mà không không được thì thôi nhường cho thằng Lưu Bị vậy. Chứ ông Hà Tiến này ông chạy chậm lắm, đúng rồi, quá chậm. Hà Tiến thì phải cho chạy ra đây thôi, chả có cách nào. Ok, thằng này sẽ xông vào đánh. Nó mà xét thua là thôi nhục đấy, thì nó xét thua các bạn ạ. Mình công thì mình công vào được, nhưng mà đánh ở trong thành nó lâu, nó mất thời gian lắm. Thôi chấp nhận là thôi tiếp tục vây thành thôi, bởi vì là nó cũng chỉ còn một đạo này nữa thôi mà, nhanh hay gì hay muộn thêm một hai hôm cũng chả vấn đề gì. Nếu mà mình đánh thì mình thắng luôn thì mình thôi thế cho nó nhanh, qua ngày cho nó nhanh. Đây bây giờ mình sẽ sửa lại, áp lại. Ui rồi 6.000 tiền ạ. Không được, lại đuổi quan thôi. Ví dụ như cái thằng Tào Đình này là cho nó cút đi này, cách chức miễn chức, bắt đầu đuổi. Tào Đình này, cách chức này. Thằng này trước nó làm thừa tướng ấy. À đây, đuổi kiểu này cơ chứ, đuổi kiểu này nó bị ấy đây. Đuổi đi. Mình chọn mấy cái thằng này vào để cho nó ảnh hưởng tông thất nó lên. Có một ảnh hưởng tông thất củi vãi chưởng. Thôi tạm, lúc nào không cần thì lợi dụng xong thì cho nó ra ngoài. Rồi. Đấy đuổi nó đi cái là tiền lên luôn. Đây còn nói chung là phải phải dưới 10% hay gì đấy thì mình mới không bị cộng đỏ các thứ được. Rồi cái thành này thế nào, có bị tham nhũng không? Có 1% tham nhũng không ảnh hưởng gì. À quên mất, mình không xây mấy cái thành này là không, à chưa lên level. Mình xây cái để nó tăng cái điểm ấy đi. Quân quyền đi, chắc chắn phải nao nao ra đánh chứ, không nào ra đánh thì một hai hôm nữa là nó chết ngóm. Chả biết cái gì, nó không lao ra đánh. Nếu mà hôm nay mà nó không lao ra đánh thì mai nó sẽ thua, cho nên là một là hôm nay không ra đánh thì thôi mình cứ tiếp tục vây thành thôi, chả vội nữa, qua ngày cho nó nhanh. Cái này là được 3 lông nghiệp, 100 lông nghiệp kia 6.000 tiền. Thôi cứ cứ từ từ các bạn ạ. Thôi cứ tăng nó mềm dẻo cũng được. Kiều thần. À tháo cái này ra nhá, để phòng thằng này nó té mất. Thằng Khổng Dung này ai biết được. Thằng Lưu Bị nó lại đéo đi chiếm thành, nó cứ chạy lung ta lung tung, dở hơi thế. Là mình mất thời gian.
hay là chờ quan Vũ lên để lấy cái mỏ nông nghiệp. Ui dồi. Ngày ngày nay à, ngày mai mà nó không đánh nữa là quyết định mình phải đánh thôi, chứ chơi để chờ 3 ngày này không ổn. Buộc phải đánh thôi, mất thời gian quá mấy ngày. Rồi phải mất 10 10 lần nữa mới mới, mới nâng cấp được. Mệt thật. Thua chưa? Vẫn chưa thua. Bó tay thật. Thôi phải tấn công rồi các bạn. Đúng là ép mình phải đánh. Không muốn đánh thì vẫn phải ép mình phải đánh. Our roots are strong. We will achieve much. Chúng ta căn cơ vững chắc. There is no làm gì chẳng thuận à. Hôm nay được kề vai sát chiến đấu cùng ngài là may mắn của đời ta. Trương Hoành lắm chữ mà ít nói thế. Tay cầm bút. There is strength in mystery. Okay. Do not be arrogant. Thôi đứng luôn ở đây, bình thường là có thể mình sẽ xét ra luôn ở cái chỗ của bọn này luôn, nhưng mình sẽ đứng luôn ở đây mình cậu vậy, chả quan trọng. Các bạn cẩu thành thì tốt nhất là các bạn không để lửa nhá, các bạn để như thế này cẩu một tí là nó vỡ cái lửa để giành diệt quân thôi, chứ còn nếu mà để phá thành thì đam lửa nó bé hơn nhá, đam lửa chỉ chơi mấy cái tháp hay cái gì thôi, chứ còn đam ấy là phải là đam đạn này này, sát thương xuyên giáp là 900, cái này là 600 thôi nhé, nó chỉ có lỗ thôi, cho nên là nó lùa quân thì tốt, chứ còn để mà cẩu thành thì mình cứ để đạn thường thôi. Hà Tiến chạy quân hết ra đây, lần này thì buộc phải đánh nhanh thôi, cho nó chạy nhanh. Nói chung là cẩu hết mấy cái mảng thành này là cũng giết được một ít quân rồi. Quân nó đứng ở trên đây là nó tự ngã xuống nó chết rồi. Đây là các bạn nhìn. Đấy, quân chết này. Đây có mấy con này giết rất là mệt. 100% sĩ khí. Làm xuống. Ok. Quên mất, đáng lẽ phải cẩu bọn này đây này. Bọn này 100% sĩ khí mà cẩu một phát nó đổ luôn là nó chết hết. Là ngon. Ok, nó chạy rồi, nó chạy kìa. Nó chạy bố xuống rồi. Thế mới đều. Thế thì mình sẽ cẩu mấy cái tháp canh này, bởi vì nó cứ để nó bắn lâu lâu là cũng hơi mệt, cho nên là sẽ cẩu mấy cái tháp canh này. Rồi lỗ, ôi không cháy, cháy xung quanh
cổng phát này chắc là cháy này. 48 rồi, ok. Nó cháy rồi. Rồi, đạo quân của mình bắt đầu mình chuẩn bị tiến vào. Sắp hết đạn thì bắt đầu mình sẽ tiến vào. Rồi, lỗ 100% rồi nha. Cẩu bọn này bây giờ nó hơi khó đây, cẩu bọn này. À, các bạn có thể để tự ấy được, tự bắn được chả sao cả. Không cần điều khiển, ví dụ không cần điều khiển này, mình sẽ để như thế này đi. Đấy, để nó tự bắn. Nó thấy mục tiêu nào thì nó bắn. Gọi là bắn hên xui. À, mình sẽ cẩu lát cái này nữa. Quên mất. Cái này nó là cái chòi canh, nó vẫn bắn được nha. Cái kinh ngựa đứng ở xa bắn ghê thế. Đúng là ngựa chạy nhanh. Ok, mình sẽ tiến quân từ từ vào. Mình sẽ để đây. Bọn này là nó thủ ấy cao. Thủ tên, bắn tên cao cho nên mình sẽ cho đi trước. Rồi, ok. Rồi bây giờ để tự động bắn thôi. Hoặc là mình cẩu cái bọn này. Đấy, cho bọn này vào đây trước. Sau đó hàng tuyển sẽ theo sau. Bởi vì cái bọn trọng giáp này nó đi chậm lắm. Nó đi chậm cho nên mình phải cho nó đi trước. Có hai cái đạo này mệt lắm. Đánh lâu chết. Ô kìa, ông Hà Tiến này, ông ấy mãi ông ấy chưa đến à. Cho nó vào luôn đây luôn. Ở xa. Rồi lại còn con. Ô, còn bọn hổ bôn này nó còn mấy đạo phun nữa cơ. Cho nên này, vào luôn nhưng chả còn phải rét mướt gì cả. Cho bọn này nó vào nó chết đi, chả ảnh hưởng gì. Nói chung là bọn này cứ cho lao thẳng vào, không lấy nhiều. Trùng tên bắn như mưa. Rồi ok, lao lên đi. Vào thẳng. Tướng mình sẽ không lao vào bởi vì lao vào dễ chết ngựa lắm các bạn. Toàn giáo thôi. Nói chung là ghét nhất mấy con giáo. Tính nhau gì tầm này các bạn.
vào đi. Hoặc là vào thẳng luôn đây đi, mấy cái thằng nó chạy chậm quá cho nên này. Không có giá trị gì. Nào vào chết ngựa không? May mà không chết. Mấy cái thằng bất tử ấy chạy đâu rồi? Khổ. Lại chạy bố ra cửa kia, thế mà khổ. Tầm này thì tôi cứ lao vào thôi cho nó nhanh. Ngựa chết rồi. Chưa chết ngựa, ok. Lưu Hoành chết ngựa rồi. Sao chạy như rùa? Bắn đi. Ôi chúng ta phải chiếm ở đây cho nó nhanh thôi. Nhưng mà vẫn phải giết chết cái bọn cung kia, à bọn quân kia. Mấy con quân 100 sĩ khí ấy, đây vẫn phải giết cái bọn này. Vẫn phải tập trung giết hết cái bọn này. Không giết là không xong việc. Hết cỡ rồi. Đánh một trận ở công thành tốn bao nhiêu sức.
rút kinh nghiệm sau chắc làm clip thì phải chỉnh sang cái chế độ quân thấp nhất ấy, cho nó nhanh. Chơi quân đây gọi là tầm vừa vừa một tí ấy. Trăm quân thôi mà đã. Lâu ơi là lâu. Thôi về đây đi ông Hà Tiến kìa, ông sợ ông chạy rồi thôi. Đây cứ chiến nốt bọn này đi. Đấy Hà Tiến lại về đây đi. Nói chung là thắng rồi, chỉ còn giết được cái thằng 17 bố hòa hòa quân quân bố hòa quân nghe hơi dị là xong, tướng nó đỏ hết rồi. 17 còn 14 mệt phết, tập trung đây giết bọn này thôi, mấy thằng kia nó chạy hết rồi. Vì cái quân nó đông quá mình để cho để chế độ nhanh nhất nó vẫn chậm. Rồi, tăng nhanh lại một lần nữa cho nó nhanh. Xong. Quá vất vả. Nếu mà mình đánh trước 2 ngày lúc lễ thì có phải là nhanh không? Xong chưa? Our victory is proof of heaven's approval. In time, they will thank us for this. Nói chung là ngày mai mình sẽ lấy được cái thành này. Phải mất ít nhất là 2 ngày nữa. Thành này nó level 3 thì mai mình sẽ có thể đánh được ngay, cho nên là vô tư. Nói chung là thằng này thì nó sẽ, đây mình mua thằng này tạm cũng được cho nó rẻ, cũng khá là mạnh nha, không yếu đâu. Thằng Trả Mã này nó cũng có khả năng hoảng sợ và có khả năng chống kỵ binh, thì mình mua mình sẽ không hồi quân mà mình sẽ chạy lên đây để cho chắc chắn là ngày mai nó phải phải đánh được cái thành này, không là mất 1 ngày nữa là oan các bạn. Đây các bạn hủy mấy cái này đi, chả cần. Cái nhà này tăng lên được tạo cộng 8 ảnh hưởng chính quyền. Đây xem có thằng tướng nào không, nếu có thằng tướng ngon ngon thì có thể mua. Đây có thể mua cái thành 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 y này đây. Đây 2 thằng. Xem điểm nào, 66 điểm. Ok. Ui rồi đã bị âm 300 tiền rồi, căng nhỉ. Chỉ vì là nhiều tướng quá trả lương mà. Trả lương mỗi thằng là 200 bao nhiêu tiền đấy. Cho nên là thôi chắc mình bây giờ lại miễn chức, không miễn chức được à. Hơi sai lầm. Chưa đuổi hết cái bọn lệnh thần đi rồi đã chiêu rồi. Thôi ok.
cái thằng Lưu Bị vừa nãy nó chạy lên trên kia mà không biết nó đâu. Nó mà chiếm được cái này thì có phải ngon không? Là mình ngày mai là mình hoàn thành cái nhiệm vụ diệt bọn này. Nói chung là vẫn phải mất ít nhất là 2 ngày. Nhanh nhất là 2 ngày, còn lâu thì sẽ là 3 ngày. Đấy, lại cái ông hoảng loạn cân này, nó có thể nó đánh mình. Ok, vẫn dương tiền thế là may rồi. Rồi xem nào, tấn công cái thành này xem. Nếu mà thắng thì đánh luôn, còn thua thì à, vẫn thua, mình sẽ bao vây nhé. Thua thì bao vây thôi, để cho thằng này nó chạy lên. Thằng này nó chạy nhanh mà. Ok. À quên mọi đấy. Fight with utter belief and you will be undefeatable. Vẫn còn nhiều quân lắm. Rồi sẽ chạy thật nhanh ra đây, chạy càng nhanh càng tốt. Ngày mai có thể đủ một lượt giết thằng Trương Giác này. Ok, ngày mai quân ở đây nó cũng hồi khá khá rồi, thế là xong rồi. Cái thành này tốt nhất là bạn vẫn cứ phải xây doanh trại quân đội lên để cái điểm gọi là trị an này nó cao lên, chứ không thì suốt ngày để cái bọn đấy nó làm phiền. Thôi, nó là thái thú, mình vẫn phải tăng một tí về công nghiệp. Còn đâu thì lại qua ngày thôi. Hoàng hậu. Rồi thằng này cũng khá ngon, cho làm tướng chính sau này cũng được. Đây, cuối cùng thì cũng lên được cái này. Thế là vị chi là mình có hai tướng luôn, thằng 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 vua là một, thằng hoàng đế là chưa level 5, thằng hoàng đế phải lên level một 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 level nữa, không ổn. Thế là mình chiêu lại quân nó vẫn vẫn đắt các bạn, nói chung là phải được tầm 75% thì bắt đầu chiêu tướng thì nó mới rẻ. 75% cộng với cả mình kiếm một cái thành mình xây dựng quân. Tiêu 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 tiêu. Trừ 10 ảnh hưởng quân Việt, cái này mình sẽ trừ 10 ảnh hưởng quan văn nhé, mặc kệ đi. Đây xem nào, còn 39 điểm quân Việt của mình, 110. Ok, mình sẽ đuổi thằng thằng này đi, cách chức luôn đấy, nhét mấy cái thằng này vào. Cái này cũng một tông thất. Thôi cũng được. Tông chính này là buộc là phải phải ít nhất là như hoàng hậu đây, tông chính này. Là phải là người đây, phải hoàng hậu thì mới làm nhá. Đây. Cho nên cái chỗ này là phải hoàng thân quốc thích thì mới gọi là được. Ok, tầm này mà đánh thằng Trương Giác nó vẫn cho mình có khi thua. Mình sẽ bao vây nó để mình cho bọn bọn Hà Tiến tới. Này, quân nó khá đông mà. Mình sẽ bao vây. Thực ra một đây một đạo quân của mình vào cân cũng cũng thắng thôi, nhưng mà quân tướng của mình nó đang hơi ít máu. Ngon rồi, lên được 50%, tổng là 50%
hồi quân rồi. Thì bây giờ mình có thể đổi đổi cái thằng thằng này chạy quá chậm. Xem nào, viện quân có tới kịp không? Có đủ không? Rồi, ok, thắng lợi. Các bạn đánh luôn. Our faith was rewarded. Vua ít máu mà rất máu đánh nhau. It is the people's will. Rồi. Đấy, chiến dịch của vua thì rất là dễ thôi, hoàn thành giết hết ba phe là sẽ hoàn thành. Còn các bạn nào muốn thích đánh thêm nữa thì cứ đánh. Còn mình sẽ xin dừng video tại đây, bởi vì là nếu mà đánh thêm thì nó sẽ rất là dễ thôi, bởi vì là khi mà lên vua ấy thì các bạn là có thể rất nhiều quyền. Hay là quân đội của bạn là quân đội xịn hơn hẳn so với cả các cái phe khác, bởi vì là các bạn là vua, các bạn tuyển được quân tinh anh. Cho nên là rất là mạnh, cho nên là mình chỉ chơi lúc đầu thôi. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn mình có thể mình chơi thêm, nhưng mà nói chung là nó sẽ dễ đi rất nhiều. Lúc đầu thì nó cũng không khó. Đấy. Lúc đầu thì cũng không khó. Mình cũng phải mất bao nhiêu? 19 lượt mới hoàn thành. Vẫn là hơi lâu nhá. Nếu mà mình đánh trước thì mình chỉ còn 17 lượt thôi, nhưng mà mình bỏ qua 2 ngày thì mất mới 19 lượt mới hoàn thành. Đây, chế độ diễn nghĩa truyền kỳ. Có thể đây ví dụ vẫn tiếp tục chơi đóng, vẫn tiếp tục chiến dịch, thì các bạn nhìn đây này, các bạn có những cái phe nói chung là nó sẽ đánh mình, nhưng mà nó còn rất ít. Đây, các bạn bật cái bản đồ lên đây, tất cả xanh nét này, nó chỉ có vài cái bọn đỏ là cái bọn Hoàng Thiệu, thì mấy cái bọn này thì bây giờ nó như rắn mất đậu rồi, nó chả có tấn công được ai đâu. Nên quân của mình, phe của mình thì như thế này là mình đã bình loạn rồi, thì mình chơi game tầm này thì nó rất là dễ. Trừ khi là các bạn để chơi lâu quá ấy, trong bọn khăn vàng nó chiếm full hết cả trên cả dưới thì chơi nó còn kích thích một tí. Còn nếu mà chơi đúng tuyến ấy, như thế này thì cái phe vua rất là dễ nhá. Chỉ còn làm sao bây giờ chỉ còn mỗi là xây nhà nên tông thất các thứ nên ảnh hưởng chính quyền này, các bạn cho hết bọn quan này nó xuống. Nói chung là tầm dưới 10 là ok, nó không còn đỏ trừ chi phí nữa thì là sẽ rẻ. Còn vua thì quan chức ấy, tầm này thì một đống quan chức ấy, các bạn thích cho nào cho. Rồi ok, thế mình xin dừng video đây, mình sẽ làm một cái phe khác. Nếu mà các bạn thích cái phe nào mình có thể làm theo cái phe đấy. Rồi, mình sẽ chọn, lúc nào rảnh mình sẽ chọn một cái phe khác để mình chơi tiếp. Rồi, cảm ơn, chào các bạn nha.